Kính lạy Đức Thầy Thích Ca Mâu Ni Phật. Mô Phật, thì hôm nay cũng có duyên lành về Phật Pháp, mà cũng là ngày ngày Chủ nhật, tức là hôm nay là ngày 24 tháng 7. Thì lâu quá rồi chúng ta không có gặp nhau, không có ôn lại bài kinh 66, tức là cái đạo Phật. Thì đạo Phật nó rất khó. Tôi đã nói hôm trước đó là thời Thái tử Siddhartha có 62 tôn giáo ngoại đạo, chưa có đạo Phật. Thì ngài đi sau 6 năm khổ hạnh, 5 năm tìm đạo, 11 năm trời tìm không ra đạo Phật, chỉ có đạo người trời thôi. Thì cuối cùng ông quốc đầu Lâm Phất Dạ La La, ông giảng về vô sở xứ tương tự như A-la-hán, và một ông giảng về phi tưởng phi phi tưởng tương tự như là Như Lai. Thì như vậy là rốt ráo rồi. Nhưng mà thái tử thấy rằng cái đó là dộn, tưởng rằng đồ thật mà hóa ra đồ chơi, cho nên ngài tự tìm lấy. Sau 49 ngày dưới cội bồ đề, ngài đã nhận được cái bất tử và thấy được đạo Phật mà từ xưa giờ chưa từng ai giảng, tức là vô tiền khoáng hậu. Trong kinh vô tiền là trước kia và mãi mãi sau này, không trong cái thời ngài không ai mà tìm được đó, thì ngài mới quyết định ra giảng. Nhưng mà ngài lưỡng lự vì cái đạo Phật, cái đạo 62 tôn giáo bây giờ còn là đạo tiến hóa, tức là tu là cải sửa. Mà chúng ta thường nghe nói hãy tu là cải sửa, cái danh từ đó là nó dính cứng ngắc ở trong cái hiểu biết của chúng ta. Thì 62 tôn giáo cải sửa là cải sửa từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula lên cõi người, rồi cõi trời. Thì chúng ta đã học 15 mạng chúng sanh rồi. Thì tới cõi trời phi phi tưởng là tương tự như A-la-hán Như Lai, đó là hết rồi. Nhưng mà nó không phải là A-la-hán Như Lai thật, cái đau đớn là chỗ đó. Thì ngài thấy thật ra cái đạo Phật nó rất là giản dị. Thì nó giản dị chứ không phải dễ dàng nha. Tính là cái giản dị là cái khó khăn nhất, nhất là thời buổi này. Chúng ta sống không có giản dị. Muốn qua đạo Phật chúng ta phải thiểu dục tri túc, tức là ít muốn và biết đủ. Sống đời sống đơn giản thì chúng ta dễ nhận được cái bất tử. Cái đạo Phật là một sự nhận lại chứ không phải là sự cải sửa, không phải là tiến hóa, không phải là lên lớp, không phải là từ từ, không phải là lai rai, mà là một sự đột biến, một sự nhận lại trong cái sanh tử, trong cái thay đổi. Có một cái không hề thay đổi, cái sanh tử có một cái bất sanh trong đó. Thì sự nhận lại đòi hỏi chúng ta phải có một tâm thức rất là cao siêu, tâm thức rất là giản dị. Thì cải sửa cũng được, nhưng mà đó là cái chuẩn bị, là cái ngón tay, là cái điều kiện ắt có và đủ để chúng ta dừng lại, để nhận lại cái bất tử. Thì ngài thấy rất là khó giáo hóa, cho nên ngài muốn nhập niết bàn, tức là muốn chết chứ không muốn ra giáo hóa nữa. Rồi chư thiên mới hiện xuống năn nỉ ngài. Thì ngài nhìn đã có hồ sen ở trước mặt ngài, thì ngài thấy có những cái lá sen, hoa sen chìm ở dưới đáy nước, có những hoa sen là trên mặt nước, và những đóa sen vượt lên cao khỏi mặt nước. Do đó ngài nói thôi, ta bắt đầu đi giáo hóa. Ai có tai hãy nghe bằng chính tai của mình, ai có mắt hãy nhìn chính bằng mắt của mình, và ai có mũi phải tở đừng bằng lỗ mũi của mình, đừng có nhìn bằng mắt, thở bằng mũi của Như Lai. Đó thì bắt đầu có đạo Phật, tức là trong bài kinh Sư Tử Hống, thì đó là tiếng rống của con sư tử. Thì đạo Phật là con sư tử, tức là Chúa Sơn Lâm, tất cả các loài thú phải rên sợ. Thì sau khi cái bài kinh đó rồi thì đạo Phật bắt đầu lan tràn. Nhưng mà chúng ta thấy là đạo Phật quả là khó hiểu, nó giản dị, nó không phải là một tôn giáo mới,
mà nó nói là tất cả 62 kiến giải của tất cả tôn giáo bây giờ, chỉ lặng lẽ nhận lại nó, đừng dính mắc vào một cái giải thích một tôn giáo nào hết. Thì cái đó chúng ta thấy rằng hơi khó. Thì hôm nay tôi bắt đầu giảng giải về cái đó. Thành ra chúng ta thấy bây giờ dường như đạo Phật đã mất. Muốn trở về sống với nó, chúng ta phải sống với cái nội dung phong phú, đừng có nương vào hình thức nữa. Mà tôi thấy nào Phật tử bây giờ nương vào hình thức quá nhiều, không? Tiện nghi quá nhiều. Mà tiện nghi vừa đủ thôi, nếu thiếu tốn là không thể tu được. Cũng như một thân thể bệnh hoạn, nghèo đói, không bữa đói bữa no, thì phải chạy kiếm, chạy ăn từng bữa toát mồ hôi thì rất khó. Còn dư dả quá, chúng ta xài quá nhiều, chúng ta lo biết bao nhiêu vấn đề. Bây giờ thì khoa học quá tiến, thành ra cái tiện nghi giúp đỡ chúng ta ở không, rủi rảnh. Rồi chính cái tiện nghi đó, cái vấn đề là trói cột chúng ta. Chúng ta không thấy được một cái lặng lẽ, cái bất tử nằm ở trong tất cả sự sanh tử đó. Bây giờ chúng ta rất là đau khổ, sống mà chớ giới, không có tìm được cái trở về. Mà trở về đâu? Trở về ngay trong cái xác thân luân hồi sanh tử này. Thì để giảng cái đó, tôi xin lấy cái thí dụ đau đớn nhất là cái cuộc trắc nghiệm giữa quyền giác và huệ năng. Thì nói lên cái đó, hồi xưa người ta cũng đau đớn như mình vậy đó, nhưng mà người ta có những vị tổ cao siêu thọ ký cho người ta. Thì tôi đem cái này để giảng, để quý vị làm cái tài liệu để chúng ta cố gắng tu tập. Bây giờ tôi cũng chưa đắc quả, đúng hay không thì tôi không biết, nhưng mà tôi áp dụng vào cuộc sống của tôi thấy nó an lạc. Nhưng mà tôi chưa có đắc rốt ráo à. Tôi xin thưa vậy, đây chỉ là trình bày những cái kiến giải mà tôi đã nghiền ngẫm qua trong những cơn thiền định. Thì cái cuộc trắc nghiệm này đó là quyền giác, là một con người tu tập cũng như quý vị đây nghiên cứu chuyên môn về về cái mà chúng ta gọi là quán và chỉ. Thì tu đạo Phật có hai cái thôi, chỉ và quán. Chỉ là làm cho cái tâm dừng lại, mà khi dừng lại rồi quán để thấy cuộc đời là vô thường, vô ngã, khổ đau. Thì cái quán đó là cái quán của người trời. Rồi từ đó mới nhận được cái quán của đạo Phật. Mà quán đạo Phật thì nhận lại, chứ nó không có một sự tu tập, mà nó phải có một cái tư tưởng trong sáng. Thì qua bài này rồi chúng ta sẽ đi sâu vào. Thấy thì nó đơn giản, nhưng mà đi sâu vào thì chúng ta thấy khó. Bởi vì chúng ta phải bắt đầu từ mẫu giáo. Mẫu giáo là phức tạp đấy. Rồi cho tới, tức là từ địa ngục, vô gián, hữu gián, từ vật lý, sinh lý, rồi tiến lên ngạ quỷ, rồi súc sanh, Atula. Rồi chúng ta phải qua đạo người, trời. Thì người trời đây bắt đầu mới cải sửa đấy. Thành ra đạo Phật theo di thức đó thì không có chấp nhận bốn đường ác. Bốn đường ác là bốn đường chưa có sự cải sửa. Tức là tôi đã giảng nhiều đó, ngạ quỷ, súc sanh là loài thú, cỏ cây. Thì nó chịu thôi, chứ nó không biết tiến hóa. Chỉ có con người là có nghiệp mới biết tiến hóa. Trong cái lục căn của sư trưởng dẫn rất rành như cái này, tôi cũng nhờ đó. Thành ra loài thú chưa có nghiệp, chỉ có loài người mới có nghiệp. Mà chúng ta thường kêu là mạt na, mà khoa học thường kêu là ý chí. Người không chí như thuyền không lái, như ngựa không cương, trôi dạt lông bông không ra thế nào cả. Người có ý chí mới biết chuyển nghiệp. Mà chuyển nghiệp tức là lọt vào cái nghiệp mới, cái dòng luẩn quẩn, bỏ cái xiềng sắt, xiềng vàng, xiềng cây mới qua qua xiềng vàng được. Còn loài thú nó không biết, có sao nó chịu vậy. Chúng ta thấy con thú mà nó bệnh thì nó chết thôi, cùng lắm là nó ăn cỏ ọc ra rồi không được là nó chết. Nó không có cái ý chí, nghĩa là không có sự đắn đo lựa chọn, chưa có nghiệp. Mà không nghiệp thì không biết vấn đề cải sửa nghiệp, mà cải sửa nghiệp thì lọt vào cái nghiệp mới. Chừng nào mà nhận thấy rõ cái diễn biến của nghiệp thì đây là đạo Phật, thì mới không dính mắc vào nghiệp. Đó là vấn đề độc đáo mà từ xưa giờ không ai biết. Người ta chỉ biết cải sửa thôi.
Để mình xấu thì cải sửa thành tốt, mình quấy thì cải sửa thành phải. Thì trong người sống ở trong cái dòng nhị nguyên, nghĩa là bên có phải thì có trái, có đêm thì có ngày, có hoa nở thì phải có hoa tàn. Thì tất cả hiện tượng giới đều nằm ở trong cái tương đối đó. Mà tương đối là cái dòng lẫn quẩn, cái dòng lẫn quẩn. Mà nhất là bây giờ của chúng ta, chúng ta có bổn phận, có quyền lợi và có trách nhiệm. Thì một người con thì có trách nhiệm với cha mẹ và có bổn phận đối với con cái mình. Một có trách nhiệm bạn bè, thầy, xã hội, quốc gia, đủ trách nhiệm hết. Mà trách nhiệm đó mà chúng ta giải quyết là chúng ta lọt vào cái lòng dẫn bệnh. Đó là cái khó khăn mà Thái tử Siddhartha đã thấy. Nếu mà lên làm vua thì có bổn phận đối với thần dân, đối với cha mẹ mình, cha mẹ bên vợ mình, đối với con cái mình. Thì bây giờ làm sao? Nhất là quý vị bây giờ, tiền bạc là trên hết, sắc tài, danh lợi, ăn uống ngủ nghỉ. Rồi sự vấn đề là sự hiểu lầm giữa cha mẹ, giữa bạn bè, giữa thầy trò. Thì chúng ta giải quyết như thế nào? Thì chúng ta thấy có nhiều cái khó giải quyết. Mà cái khó giải quyết là không quan trọng, mà sự hiểu lầm giữa mình với mình, cái đó là cái quan trọng nhất. Quan trọng nhất. Chừng nào mình giải quyết được giữa mình không có sự hiểu lầm, không có sự mà mâu thuẫn giữa mình với mình, thì mình sẽ biết tất cả những cái mâu thuẫn của người khác. Thì giải quyết mình với mình cái mâu thuẫn đó thì đó gọi là A-la-hán. Rồi đem cái đó để giúp mọi người giải quyết cái mâu thuẫn của mình thì đó là Bồ-Tát và Như Lai. Thì đại khái nó là như vậy. Thì chúng ta thấy cái bài hôm nay thì vào đề từ xưa tới bây giờ và mãi mãi về sau cũng có hai vấn đề đó thôi. Thì ở đây nói về ông Quyền Giác, ông tu về chỉ quán, ông nghiên cứu đạo cũng 20-30 năm trời mà không tìm ra con đường giải thoát, vẫn kẹt trong cái dòng lẫn quẩn. Thì một hôm đó thì Quyền Sách là đệ tử của Lục Tổ Huệ Năng mới đi đâu qua đó mới ghé thăm. Thì hai người đối đáp với nhau một cách là tương xứng mãnh liệt với nhau, nghĩa là một người 8 lượng, người nửa cân đấy. Thì ông Quyền Sách này thấy Quyền Giác cái trình độ rất cao, có thể hiểu được cái đạo Phật. Thì Quyền Sách, Quyền Giác cũng thấy rằng đó thì chưa có ai giải quyết vấn đề mà sáng tỏ như ông Quyền Sách này. Thì sau khi đối đáp là hai bên rất ưng ý nào, thì Quyền Sách đã nhờ Quyền Giác thọ ký cho mình, tức là mình chứng đắc đúng. Thì Quyền Sách nói lời lẽ tôi nó kém lắm, tôi chưa chắc là thọ ký được, phải biết cái trình độ của ngài. Thì có Huệ Năng đó là thầy của tôi, thì tôi sẽ hướng dẫn ngài đến đó để trao đổi có Huệ Năng thọ ký cho ngài, tức là ấn chứng là cái hiểu biết của ngài đúng. Thì hai ông mới đi. Đi đó thì Quyền Giác gặp Huệ Năng. Thì theo Huệ Năng hồi xưa thì mặc y như quý sư đó, chừa cánh tay, nó là kính lễ đấy. Lễ Phật, lễ đồ là không có mặc y lum được, mặc y vấn chừa cánh tay. Tôi thì hôm nay bình tĩnh là tôi phải mặc cái áo, chứ đứng đâu phải chừa cánh tay. Rồi ngài đi 3 vòng, tức là Phật Pháp Tăng đấy, kính lại 3 Phật Pháp Tăng. Rồi ngài đứng, ngài xá thôi, chứ ngài không có lại. Vì ngài không biết đây có phải là tổ không? Nếu thật sự là tổ thì mình lại. Còn đây biết đâu là tổ dỗm, thì không đáng cho mình cung kính. Thành ra ngài chỉ xá 3 xá thì Huệ Năng biết. Huệ Năng nói đại đức, từ đâu đến mà ngã mạn quá vậy, ngạo mạn quá vậy? Thì Quyền Giác mới trả lời, sanh tử là việc lớn, vô thường mau chóng lắm, ở đó mà lễ lại. Sanh tử đó là chúng ta thấy bây giờ chúng ta kẹt đó. Chúng ta rồi phải chết, chết rồi đi về đâu? Rồi trước khi mà cha mình chưa gặp mẹ mình thì mình ở đâu? 100 năm trước nào đã có tôi, mà 100 năm nữa tôi rồi chẳng có. Vì tôi từ đâu mà đến ở trong cõi đời này, chắc chắn tôi phải ra đi. Mà đi đâu? Thì đó là một cái mà nếu Phật tử là người Phật tử thì phải thao thức.
Mình sống sống với cái gì, chết còn lại cái gì? Và mình từ đâu đến cái cõi đời này? Trước khi cha mẹ mình chưa gặp nhau, mình ở đâu? Sanh từ đâu đến và chết rồi chúng ta còn lại cái gì? Rồi chúng ta phải đầu thai vào đâu? Chúng ta có thể điều khiển mình muốn đầu thai vào đâu, mình đầu thai vào đó được hay không? Thì cái đó ngoại đạo trả lời được, kêu là chuyển nghiệp. Rồi bây giờ chấm dứt đầu thai được không? Ngoại đạo bị, làm sao khỏi đầu thai nữa, khỏi tái sanh nữa. Còn nếu tái sanh vào cảnh giới này, cảnh giới khác thì ngoại đạo có thể làm được. Đó kêu là ý chí hay là nghiệp, chuyển nghiệp. Nhưng mà chuyển nghiệp vẫn lọt vào trong cái nghiệp. Bây giờ phi nghiệp được không? Đừng có nghiệp nữa. Thì tất cả 62 tôn giáo đành phải chịu bí, không trả lời được. Thì Đạo Phật trả lời được cái đó. Rồi, vậy chứ là sanh tử là việc lớn. Bây giờ giải quyết sanh tử, giải quyết làm sao? Và vô thường thì mau chóng lắm. Vô thường là gì? Vô là không, thường là bền. Là cuộc đời này nó có một sự chuyển biến không bền. Rồi quý vị phải để ý cái này. Chuyển biến từng sát na và chuyển biến từng chu kỳ. Thật ra thì nó chỉ có sự chuyển biến từng sát na thôi. Tức là chỉ có dòng nước đứng lặng và trôi chảy. Rồi cái tư tưởng chúng ta mới chặt làm hai, làm cho cái dòng nước này nổi sóng. Thì bắt đầu có tôi và có đối tượng của tôi. Có nhận thức và có đối tượng có nhận thức. Có cái biết và có đối tượng của cái biết. Tức là có chai nước khoáng và có tôi biết chai nước khoáng. Thì bắt đầu có vấn đề. Vấn đề là bắt đầu chia chẻ. Sự vật không có vấn đề mà chúng ta đã chẻ làm hai, là có người biết và có sự vật được biết. Từ đó mới có sanh ra vấn đề. Thì vấn đề đó phát hiện từ đâu? Thì chúng ta thấy phát hiện từ sáu căn, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ốc, tiếp xúc với sáu trần là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Sáu căn mắt thì tiếp xúc với sắc, tai tiếp xúc với âm thanh, mũi tiếp xúc với cái mùi, vân vân. Thì sắc trần chúng ta biết rồi, là cái chai, cây, cỏ, người ta, chim, chóc, vân vân, tất cả sự vật mà con mắt nó nhìn thấy được. Còn âm thanh thì chúng ta biết rồi, là tiếng nói, tiếng hót, tiếng chó sủa, tiếng múa lân, tiếng tất cả âm thanh. Đó là cái đối tượng của cái lỗ tai. Rồi cái mũi cũng vậy, tất cả các mùi thơm, thúi, không thơm, không thối, ngửi được. Thì bắt đầu có một cái cảm giác. Cảm giác dễ chịu, khó chịu hay không dễ, không khó. Thì chưa có sanh sự đâu, chưa có vấn đề đâu. Đó rồi, cái mùi đó làm sao? Sự vật đó như thế nào? À, tại sao mình thích sự vật này? Tại sao mình không ưa sự vật kia? Thì tư tưởng bắt đầu mới xen vô phân biệt. Đó, có phân biệt thì bắt đầu mới có vấn đề tranh chấp, có vấn đề mâu thuẫn, có vấn đề đau khổ tự nội tâm. Tự mình mâu thuẫn lấy mình, rồi cái mâu thuẫn này mới tràn ra bên ngoài, để rồi có sự chiến đấu với người khác. Đại khái như vậy. Thì bây giờ chúng ta thấy cái câu hỏi này của Quyền Giác đặt ra. Đó, sanh tử là việc lớn, vô thường mau chóng lắm, ở đó mà lễ lại. Thì Huệ Năng trả, thì cái ông Quyền Giác nó muốn coi Huệ Năng có pháp môn không. Nếu pháp môn là mình đi về cho mình không ở, mà nếu không pháp môn thì tu làm sao? Đạo người trời là có pháp môn, muốn dứt cái sanh tử là phải cải sửa. Thì ở đây ông Huệ Năng ông độc đáo, ông là tượng trưng cho đạo Phật. Còn Quyền Giác là ông đặt vấn đề coi ngài ở người trời hay ngài ở đạo Phật. Nếu ngài tu theo người trời thì ổng dư sức rồi, ổng bỏ đi không cần học hỏi nữa. Còn tu đạo Phật thì ổng sẽ làm sao giải quyết vấn đề đó? Thì Huệ Năng mới trả lời: tại sao không nơi cái sanh tử mà nhận lại cái vô sanh? Tại sao không nơi cái vô thường mà liễu tri cái chân thường? Thì đây là danh từ thôi mà quý vị không phải hiểu. Tại sao không nơi cái sanh tử là sống chết mà nhận lại cái bất tử ở trong đó, cái vô sanh trong đó? Đâu có pháp môn gì. Sanh tử thì ngài cứ để nó sanh tử, nhưng mà coi có biết nó hay không,
là đó là vấn đề. Ngài không biết thì Ngài địa ngục, còn Ngài biết Ngài cải sửa thì Ngài là người trời. Từ xưa giờ nói là vậy. Biết bao nhiêu tôn giáo biết rồi, biết vấn đề sanh tử, mình sanh ra rồi, mình thấy cuộc đời đau khổ, mình muốn làm sao chấm dứt, chứ không được, mình cầu giảng sanh về cực lạc của Phật Di Đà. Nhưng mà giảng sanh gì đó chấm dứt sanh tử không? Chưa, phải nói chưa. Nhưng mà có thầy sáng, có bạn lành thì mình gặp Phật. Phật có thể, nếu mình có sự trăn trở, có sự thao thức, thì Phật giảng cho mình nghe một bài đầu là mình chấm dứt rồi. Chấm dứt là chấm dứt sanh tử có sắc thân á, còn cảm giác, tư tưởng, ý chí thì chưa. Thì cái đó kêu là quả thánh đầu tiên nhập lưu. Còn ở đây mà tôi giảng 1000 lần quý vị cũng không nhận được. Vì sao vậy? Vì tôi chưa phải là thánh. Nó cái khó ở chỗ đó, tức là người giảng nó phải có một sự chứng đắc rất là bao la, mạnh mẽ. Thành ra quý vị thường thường không chịu đi nghe pháp mà nói rằng nhà có băng, như vậy là thâu băng, về mở băng ra nghe. Mà băng thì đâu có linh hồn. Băng là quý vị nghe địa ngục giảng, mặc dầu là của tôi. Như có Phật, bây giờ Phật còn sanh tiền, Phật Thích Ca đi, Ngài giảng, thì có thể gặp Ngài, quý vị nghe Ngài một lần đắc quả nhập luôn. Còn quý vị thâu băng thì thời Đức Phật không có băng, không có tiếng quá như bây giờ. Quý vị nghe 100 lần quý vị cũng không đắc, vì cái băng nó tuy là cốt Phật, nhưng mà địa ngục giảng nó lặp lại thôi, nó không có cái linh hồn, không có cái sự mà đạo, chúng ta kêu là đạo lực ở trong đó, Phật lực ở trong đó. Còn tôi giảng mặc dầu tôi chưa phải là thánh, nhưng mà tôi cũng là người trời có sự tu tập, thì quý vị nghe có thể thông cảm, hiểu dễ dàng hơn. Còn nghe pháp đó thì tức là nghe cái đĩa nó trả bài thôi. Thành ra quý vị thấy mà quý vị trả bài cho tôi, quý vị thấy khó trả. Còn ngoài quý vị nói thao thao bất tuyệt thôi, như con két trả bài thì không thành vấn đề. Mỗi người phải có một cái đạo lực. Thành ra chúng ta muốn tu, muốn biết người đó không, chúng ta ở gần tiếp xúc người đó mà chúng ta thấy an lạc, khoảng khoái, thì đó là người có tu. Còn lại gần người đó mình thấy nóng nảy, thấy khổ sở, thấy sợ sệt, thì đó là người không tu. Cái gì đến là những gì công an thì quý vị biết. Đứng xa thì sợ, mà đứng gần thì run. Còn đến những vị mà có tu, cái đạo lực mạnh, thì quý vị cảm thấy sảng khoái vô cùng. Cũng như mà ông La Hầu La gặp Đức Phật, ông la lên trời ơi sao mà con thấy mát mẻ sảng khoái vô cùng dưới cái bóng của Đấng Từ Phụ. Thì chúng ta phải biết mỗi người nó có một cái linh hồn, có một cái đạo lực riêng, mà ở người tu nếu giữ giới kỹ, tu thiền định sâu xa, thì tự nhiên nó tỏa ra bên ngoài. Nếu quý vị có thiên nhãn, quý vị sẽ thấy. Nếu người giữ giới kỹ đó thì cái hào quang nó màu trắng. Còn nhiều giữ giới mà tu luyện để mà tiến quá cao thì hào quang màu xanh, đó gọi là tu tiên đấy. Còn kia là tu cõi trời. Cõi trời thì trong sạch, giữ giới kỹ lắm. Còn tiên thì không có kỹ lắm. Các ngài còn uống rượu mà, còn đánh cờ mà. Còn cõi trời là không có cái vụ đó. Nhưng mà cái thiền định ít hơn tiên. Tiên người ta tu thiền dữ lắm, ta kêu là tỉnh tọa đó, luyện thánh thai đó. Thành ra các ngài thần thông rất nhiều. Còn cõi trời thì thần thông ít hơn. Còn nếu mà tu mà diệt tham sân si, các ngài vẫn ngồi thiền mà mục đích không phải là để tiến hóa, mà để nhận lại cái bất tử, thì màu vàng. Còn ma đó thường hay sân giận, thường hay phiền não, có cái tâm tối tâm, thì có màu quang, hào quang màu đen. Còn Atula là những người thích chiến đấu hơn thua đó, thì hào quang màu đỏ. Đại khái vậy, nếu mình chứng cái tiền định cao, mình có thể thấy được hào quang các ngài. Thôi tôi nói đại khái như vậy. Thành ở đây nói sanh tử là việc lớn, mà vô thường là mau chóng lắm. Thì vị năng nó trả lời sao không ngay cái sanh tử, mà nhận lại cái vô sanh. Ngài nhận lại chứ Ngài không có cải sửa gì hết. Nếu Ngài cải sửa sanh tử là luộc rồi cái sanh tử cao hơn. Mà sanh tử cao hết vẫn là sanh tử. Bây giờ Ngài lặng lẽ Ngài nhận lại cái chuyển biến của sanh tử. Ngài thấy rõ rồi thì Ngài không dính mặt.
chúng ta thấy rõ mà cái gì là chúng ta không còn sợ, không còn dính mắc nữa. Chẳng hạn như đêm tối, chạng vạng 7-8 giờ tối, trời mờ mờ chạng vạng mà chúng ta đi gặp cái sợi dây thừng ở dưới đất, thì chúng ta không biết là sợi dây, chúng ta tưởng là con rắn. Thì một là chúng ta la trời cầu cứu, hai là chạy đi kiếm cây để đập nó, ba là lánh qua chỗ khác. Có nhiều cách, nhiều pháp môn, nhiều cách thức để mà lánh con rắn này, con rắn sợi dây tưởng là con rắn. Thì cái đó là pháp môn tu của chúng ta. Vì lờ mờ cho nên không biết cái đó là dây hay rắn. Cái lờ mờ là sanh ra biết bao nhiêu sự đau khổ. Chúng ta sợ chết rồi chúng ta mới tìm cái bất tử. Chúng ta dùng đủ pháp môn để luyện. Bây giờ chúng ta thấy bây giờ cũng giống như Phật hồi xưa, gần 62 tôn giáo. Tới đây là có cái ngày mà tận thế gì, 21 tháng 12 gì đó đó, thì chúng ta lên đó để khỏi chết. Rồi chúng ta thọ giới, giữ năm giới, rồi quy y tam bảo để khỏi chết. Không có vấn đề đó đâu. Khỏi chết hay không là do mình. Mà dầu có quy y, dầu có thọ giới thì cũng phải chết thôi. Dầu có thành Phật thì cũng phải chết thôi. Thành Phật không có nghĩa là cái sau này còn sống hoài, không phải như vậy. Mà sống bằng cái tâm, cái tâm bất tử. Mà cái tâm đó ở đâu? Nó ngay ở cái xác thân sanh tử này. Có một cái bất tử nằm trong đó. Chẳng hạn như là cái xác thân chúng ta giống như cái luồng sống. Để sống có lên thì phải có xuống. Nó sanh ra, nó lên tột đỉnh cao, nó xuống rồi nó mất. Mất là chết, sanh rồi nó già, rồi nó bệnh, rồi nó chết. Nhưng mà cái dòng nước linh hồn không bao giờ chết. Thì cái sống xác thân này đó là sắc thọ tưởng hành thức, mượn cái dòng nước linh hồn để mà tạo ra cái hình tướng. Nhưng mà không phải linh hồn sanh ra xác thân, mà chính tham sân si, cái ham muốn, mượn cái dòng nước linh hồn này để tạo ra cái xác thân. Thì chúng ta phải hiểu cái đó. Thì dòng nước linh hồn luôn luôn trôi chảy một cách lặng lẽ. Chỉ có cái hình dòng nước mà không có tướng người ta hay trâu bò heo chó. Rồi chính cái tham sân si, tức là cái khát ái muốn có hình tướng, thì mới mượn cái dòng nước này tạo ra lượng sống. Mà tạo lượng sống này dòng nước cũng vẫn nằm trong đó. Nhưng mà mình thấy cái tướng rồi thì quên mất cái hình của linh hồn. Linh hồn này nó không có tướng, nhưng mà nó có vô lượng tướng. Chính cái tư tưởng mình đã mượn nó để tạo ra vô lượng, mà chúng ta thường kêu là cõi dục giới, cõi sắc giới và cõi vô sắc giới. Thành ra nếu tu Phật là phải trở về cái linh hồn, cái bất tử. Còn nếu chúng ta theo cái sắc thân, sắc thọ tưởng hành thức, thì chúng ta theo cái sanh tử. Nhưng mà cái sống hình tướng này với cái dòng nước linh hồn là một hay hai? Thì thường thường chúng ta đau đớn chỗ này, chúng ta cho là một thì sai, mà hai thì trật. Rồi cái sống sắc thân này tìm cái linh hồn dòng nước không có. Nhưng mà nhất định cái dòng nước linh hồn không phải là sống sắc thân. Nó không phải một mà không phải khác. Vì sao? Vì cái sống sắc thân này sanh diệt ngay cái sanh tử. Còn dòng nước linh hồn thì nó không sanh cũng không diệt, luôn luôn nó sự là một sự lặng lẽ trôi chảy thôi. Thành ra muốn tìm cái dòng nước linh hồn bất tử này thì chúng ta chỉ cần nhận lại thôi. Nhận lại tức là đừng có dính mắc vào sống xác thân, sống cảm giác, sống tư tưởng, sống ý chí, sống kinh nghiệm kiến thức nữa. Nghĩa là vẫn ở trong đó mà đừng dính mắc. Muốn đừng dính mắc phải làm sao? Phải thấy rõ cái diễn biến của nó, chứ không phải là cải sửa nó. Mà chúng ta đã quen rồi. Nếu hệ xấu cái xác thân này mà đi lẹ, chúng ta sửa lại đi chậm. Nếu xác thân này ngồi nó nhất, chúng ta sửa lại cho hết nhất. Rồi cái cảm giác dễ chịu thì chúng ta tìm cách giữ lại. Mà giữ được thì tham, mà giữ không được thì sân. Rồi cảm giác khó chịu chúng ta tìm cách đuổi nó đi.
mà đuổi được thì tham, mà đuổi không được thì sân. Rồi cái tư tưởng khởi lên, chúng ta biết tư tưởng xấu thì cải sửa lại tư tưởng tốt. Còn ý chí nó tính toán cái này, rồi chúng ta thấy không được bỏ, tính toán cái khác. Suốt đời chúng ta cứ chạy theo cái vấn đề đó, mà nó thành cái thói quen rồi. Trong đạo Phật kêu là tập khí, tập đế. Mà cái nguyên nhân cái tập đế là từ đâu? Thì chúng ta thấy từ tư tưởng, do sắc thân tiếp xúc với sáu trần, mắt tai mũi lưỡi tiếp xúc với sắc thinh hương vị, thì có cái cảm giác. Mà cảm giác thì chưa có sanh sử đâu, ai mà không cảm giác dễ chịu khó chịu? Đức Phật cũng có, các bậc thánh nhân vẫn có, phàm phu chúng ta vẫn có. Nhưng mà các ngài cảm giác dễ chịu, các ngài biết cảm giác dễ chịu, các ngài không thích thú, không dính mắc vào nó. Còn chúng ta cảm giác dễ chịu, chúng ta muốn kéo cho nó lâu, cái chỗ đau khổ là chỗ này. Tư tưởng muốn kéo lại, thì chính tư tưởng mới là nguyên nhân của luân hồi sinh tử khổ. Mà chúng ta không để ý, chúng ta cứ nhắm mắt theo tư tưởng, thì đó là theo nghiệp. Mà chống đối lại tư tưởng là chống đối lại nghiệp. Thì theo cũng kẹt, mà chống đối cũng kẹt. Chỉ lặng lẽ nhìn nó diễn biến, mà nhìn cho rõ. Mà rõ thì không có cải sửa. Khi chúng ta thấy sợi dây ở dưới đất, thì chúng ta đừng lội la, đừng có chạy kiếm cây, đừng có la làng, mà chỉ dừng lại, nhìn cho kỹ, dùng con mắt trí tuệ, tức là cái đèn chúng ta chiếu sáng, thì thấy rõ là sợi dây không có con rắn, thì cái sợ đã hết. Chúng ta chậm rãi, quẩn đãi và tự tại thông dong đi qua cái sợi dây này. Khi đã thấy rõ rồi, thì thấy rõ đó là tượng trưng cho đạo Phật. Còn có lúc mà thấy mờ mờ, thì trong kinh thì kêu là vô minh. Minh là sáng, vô là không, không sáng lờ mờ, thì bắt đầu có vấn đề. Thành ra đạo Phật là lấy cái vô minh làm gốc. Mà vô minh thì bắt đầu khởi lên tư tưởng. Tư tưởng tham, tư tưởng sân, tư tưởng si. Do đó mà có tiểu thừa với đại thừa. Tiểu thừa thì chính tư tưởng là nguyên nhân chính. Tư tưởng về sắc tài danh lợi uống ngủ nghỉ là tư tưởng về cõi dục, tức là sắc thân bên ngoài. Thì tôi nói sơ thôi, sau nữa chúng ta đi sâu. Rồi chúng ta thấy gì, chúng ta cải sửa tư tưởng bên trong, sắc thân bên trong, tức là các dây thần kinh của chúng ta. Kinh thị giác, thính giác, khứ giác, xúc giác, chúng ta không sống với thân bên ngoài nữa. Thì cái thân này nó không ăn sắc tài danh lợi, ăn uống ngủ nghỉ bồi dưỡng nữa, mà nó ăn cái hỷ lạc. Rồi thấy cái sắc thân này còn kẹt, đây là cái xiềng cây, xiềng sắc bỏ, giờ lấy cái xiềng trì, xiềng thao, thì cũng là xiềng thôi, chúng ta bỏ đi cao hơn nữa. Không thân bên ngoài, không thân bên trong, chúng ta tiến lên cái tư tưởng. Thì nó không có, nó chỉ có cái hình thôi. Cái tướng thì nó lờ mờ, nó có tướng nhưng mà tướng rất là mờ. Thì chúng ta mới nghĩ giờ hư không vô biên, thức vô biên, vô sử phi phi tưởng. Thì cái thân này an toàn nhất. Nhưng mà đã là tư tưởng thì cũng phải có tướng thì có hoại. Đó là vấn đề của tiểu thừa. Chấm dứt cái tham này, tức là phải thấy rõ cái tham. Chứ chấm dứt không phải là cải sửa, mà là thấy rõ cái diễn biến của tiến trình dục giới, tiến trình của tư tưởng sắc giới và tiến trình của tư tưởng vô sắc. Cái đó chúng ta giảng sao? Đây là tôi nói đại khái để biết đạo Phật thôi. Rồi sau này chúng ta dài dài, tức là còn gặp nhau chắc mấy trăm lần nữa, để chúng ta đi vào cái tiến trình của dục giới, thì chúng ta mới đắc quả nhập lưu thôi. Rồi tới tiến trình của sắc giới thì chúng ta mới đắc quả nhất dẫn lai và bất lai. Rồi tới tiến trình của vô sắc, tức là tư tưởng, chúng ta mới đắc quả la hán. Thì đại khái nó là vậy. Cái đó thì còn dài dài. Đây là nói đại khái để quý vị nắm được cái đạo Phật. Đó thì nói đại khái như vậy. Thành ra ông Huệ Năng mới trả lời, tại sao không ai cái sanh tử, cái sanh già bệnh chết, nhận lại cái vô sanh, nhận lại cái bất tử trong đó, đừng có cải sửa nó, đừng có chống đối nó, đừng có nghĩ đến nó, cứ để nó diễn biến.
Để chết thì ngã xuống chết, để bệnh thì có đau đớn, nhưng mà đừng nghĩ về cái đau đớn, đừng chống lại cái chết, để tự nhiên thôi. Chết là một cái sự dĩ nhiên, Đức Phật Thánh Nhân cũng chết, nhưng mà nghĩ về cái chết, chống đối lại cái chết thì bắt đầu có sự nghĩ này là đau khổ. Mà nếu không có cái nghĩ thì để tự nhiên mọi sự vật biến chuyển biến thì cảm như có đau khổ. Mà chúng ta không làm được, không làm được. Chừng nào mới làm được? Thì chúng ta phải qua nhị thiền. Mà nhị thiền thì cũng không làm được, nhưng mà có ai giảng giải thì mình nhận được cái bất tử, tức là dừng lại đừng cải sửa nữa, ngó vào cái diễn biến đó. Khi mình dừng lại đừng có phê phán, đừng cải sửa, vậy mình thấy rất rõ. Còn bây giờ nếu mình không dừng, mình tìm cách để mà kiếm cái cây, kiếm cái khúc cây, kiếm cái đèn hay là la lên thì mất cái nhìn cho kỹ. Thành ra nhìn kỹ là không có pháp môn. Mà không pháp môn thì chúng ta nghĩ không tu được. Tu là phải có thầy sáng, có bạn lành. Tôi nói vậy không có nghĩa là không thầy, không sáng, không có bạn lành, không hoàn cảnh nha. Nhưng cái đó là cái trợ duyên, cái điều kiện ắt có và đủ. Khi có cái đó rồi, chúng ta nhận được cái bất tử rồi thì cái đó không cần nữa. Nhưng bây giờ rất cần, rất là quan trọng. Nhưng mà đừng lấy nó làm cái chánh. Nó là cái mục đích để chúng ta nhảy vào cái bất tử. Mà tôi đã nói rồi, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cõi người không thể nhận được cái Phật tánh. Vì sao? Họ cũng có Phật tánh, nhưng mà không đủ điều kiện trong sáng để nhận lại. Người trời cũng vẫn nhận được, nhưng hơi khó. Tới tu tập nhị thiền, tức là giữ tám giới rồi đó, thì nhận rất dễ dàng. Nhưng mà phải có bậc thiện trí thức chỉ cho mình cách dừng cái tâm lại. Nhị thiền rồi mới dùng cái đó để quán cái vô thường vô ngã khổ đau. Thì thấy vô thường vô ngã là chân như, là niết bàn tịch tịnh chứ không phải khổ đau nữa. Thì thấy cái vô thường tức là chân thường, vô ngã là chân ngã. Thì cái đó chúng ta giảng sao? Đây là tôi nói đại khái thôi. Thành ra Quỷ Năng mới nói tại sao không ngay cái sanh tử mà nhận lại. Thì nhận lại rất quan trọng là không có pháp môn. Chỉ một sự lặng lẽ dừng lại để thấy cái diễn biến của sanh tử. Mà lặng lẽ nhìn lại thấy diễn biến của cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc, khanh, tao la thì mới đắc quả thánh đầu tiên thôi. Rồi tiếp tục dừng lại cho nó liên tục hơn nữa, cho nó nhanh hơn nữa thì sẽ thấy được cái cảm giác và tư tưởng của người và trời dục giới, thì đắc quả nhất vãng lai. Còn dừng lại sâu sắc hơn, liên tục hơn nữa thì thấy được cái sơ nhị tam thiền của cõi trời sắc giới, thì đắc quả thánh thứ ba. Rồi nhìn lại một cách nhanh, thật nhanh, kêu là thần tốc, nghĩa là đứng lặng bất biến, thì được việc tòa tưởng định, thì mới thấy được cái tư tưởng của cõi trời vô sắc. Thì đây là xong, vấn đề sanh tử đã không còn đụng tới mình được nữa. Tức là vẫn sanh tử, nhưng mà trong có một cái gì bất sanh, thì đó gọi là vô sanh A-la-hán, quả thánh thứ tư. Đại khái là như vậy. Bây giờ chúng ta trở lại, thì ông Quỷ Năng mới nói tại sao không ngay cái sanh tử mà nhận lại cái vô sanh. Thì nhận lại là không pháp môn, không có thầy. Nhưng mà muốn nhận lại phải có thầy sáng, bạn lành, có hoàn cảnh, có pháp môn giúp đỡ cho mình thì mới đủ nhận lại. Thành ở đây chúng ta thấy cái cõi trời tứ thiền đó có 9 cõi, mà 5 cõi có bất lai, 4 cõi kia của ngoại đạo. Không ai chỉ bắt đầu đi qua tứ không. Tứ không thì chết, nó không phải là đạo Phật, đó là quốc độ lâm phất A-la-la. Không ai chỉ mới đi lọt qua tứ không. Rồi cuối cùng là lẫn quẩn trở lại ông quốc độ lâm phất. Ở lúc mà ông nhập thiền đó, cái lỗ tai ông rất thính, tức là thiên nhĩ thông mà. Thành ra nghe con cá mà nó đốt mồi, nó ăn bóng đó, thì mình thấy có thể mình không nghe, lỗ tai bây giờ điếc không có nghe được. Nó ăn cái bọt nước mà cái tiếng kêu nó còn hơn trời gầm. Ông chịu không nổi, ông bực. Tôi tin tưởng mà. Ông nói tao sẽ giết mày chết. Rồi tới chừng ông xả thiền ra, ông nghe lời ông tức, ông chết, sanh xuống súc sanh, làm con chim phi ly.
tức là con chim ăn cá. Thì chúng ta thấy từ cõi trời phi phi tưởng là tương tự Như Lai mà rớt xuống thành con súc sanh, thì chúng ta thấy ghê cỡ nào. Thành đã tu pháp môn đấu trụ, càng đè nén càng cải sửa chừng nào, nhất thời thôi mà không chịu nổi nữa, nó phản phục một cái rồi là nó xuống dưới thấp, càng cao chừng nào càng xuống thấp mạnh chừng nấy. Do đó Thái tử Siddhartha thấy không được, ngài mới tự tìm lấy một cái pháp môn nào mà không cải sửa, tức là không có tư tưởng sân nữa. Không tư tưởng sân không có nghĩa là không có tư tưởng, có tư tưởng sân, nhưng mà cho tư tưởng sân là ta, là của ta, là tự ngã của ta thì sẽ nổi sân luân hồi. Rồi thấy được cái tư tưởng sân mà thấy rõ nó, thì cái tư tưởng sân là không phải ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta, thì chấm dứt sân. Chấm dứt đây không phải không có, có mà không dính mắc, thì đó là đạo Phật. Không có dụng công, không có cố ý, mà chỉ là lặng lẽ thấy rõ thôi, thì cái đó nói vậy. Chứ còn công phu thì phải nhiều đấy, thì chúng ta sẽ lợi lúc mẫu giáo. Nên chứ không phải nói vậy đâu quý vị, về thành Phật liền còn lâu. Nhưng mà không biết cách đó quý vị đi qua tứ không thì hỏng, còn biết cách đó thì mình dừng lại lặng lẽ nhìn nó thôi. Đại cái là vậy. Thành ra quyền giác Huệ Năng mới nói tại sao không ngay cái sanh tử, sợ sanh tử chỉ đối đầu với nó, lặng lẽ nhận nó. Thành ra từ từ cái sanh khởi lên chúng ta sợ, ai làm trái ý mình đó thì chửi lại, đánh lại, hoặc là niệm Phật bỏ qua, hoặc là đè nó xuống. Còn không được nó xách xe chạy trốn, chạy trốn vấn đề. Hết sân chưa, mai mốt gặp vấn đề nữa thì vẫn sân nữa, nó không có hết. Và có người thì cầm cái ly nước uống cho nó hạ cái sân xuống. Cuộc đời này bây giờ người ta sân nhiều lắm á. Vô bạch sư, làm sao con nóng quá, sư sư làm sao cho con hết nóng. Tôi nói làm sao thì cũng bớt nóng, nhưng mà rồi cũng nóng nữa thôi. Nó đúng vậy đó sư. Nhiều lúc con nghe lời sư, con niệm Phật, rồi con đứng lại con uống nước cho hết nóng, mà mai mốt đụng chuyện con cũng nóng nữa. Tôi nói vậy không phải ông, mà cả tôi cũng vậy. Chừng nào qua Bát Nhã mới hết. Bát Nhã thì nóng vẫn là nóng, nhưng mà nóng không phải do chuyện người ta chửi mình bị chửi, mà do tư tưởng mình phân biệt. Có người chửi và tôi bị chửi thì cái tư tưởng là nguyên nhân của sự nóng. Mà tư tưởng từ đâu mà có? À, cái khó là chỗ đó. Nếu mình bắt đúng mạch nó rồi thì tư tưởng vẫn có, mà mình không dính mắc nó. Mình biết nó không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta nữa. Thôi đại khái là vậy heo. Nữa chúng ta sẽ đi vào cái đó. Lần lần chúng ta phải trở lại lớp mẫu giáo, lớp nhất, lớp nhì, lớp ba, rồi chúng ta sẽ học cái cách nhận lại nó. Tức là cũng phải đi qua thế tư tưởng thôi, cũng qua tiến trình của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, của bốn đường ác, bốn đường thiện, cũng phải biết hết. Nhưng biết một cách rõ ràng hơn, tức là không có cải sửa nữa, mà nói làm sao thấy như thật như vậy. Cái này tôi giảng mới hơi rành đó. Trước kia là cái bài kinh 66 này tôi đã giảng mười mấy năm về trước rồi. Giảng lần thứ nhất là giảng tư tưởng không à, tức là pháp môn đối trị đấy. Rồi tôi thấy không vừa ý, lần thứ nhì tôi mới xen Bát Nhã vô. Nhưng mà Bát Nhã dỗm thôi, xen có chút chút bên nhập lưu thôi, nhất giảng lai bất lai là tôi không có rành. Tới lần thứ ba đó tôi mới giảng Bát Nhã nhiều, thì mới có cái bài kinh mà Phật tử rút ra đây đó. Nhưng mà tôi coi lại thì dường như nó không đúng. Mới tôi giảng làm sao mà cứ ghi lại ra thì tôi thấy nhiều chỗ nó sai, nó mâu thuẫn. Thì lại tiền này tôi muốn giảng lại lần thứ tư nữa, tức là cái này rõ ràng hơn. Cái tư tưởng thì nó chưa dối tới Bát Nhã. Tôi mới lần đầu tôi giảng là pháp đối trị không à, trở nên con người tốt. Mà trong cái Phật giáo thì trở thành là không có được, phải nhận ngay của nó. Mà nhận ngay là nhận sao? Thì sau này tôi mới xen vô mới di tức, thì có Bát Nhã chút chút trong đó. Nghĩa là 10 phần thì tư tưởng hết 7, mà Bát Nhã có 3 thôi. Còn lần đầu thì hết 9 lần là tư tưởng, còn có 1 phần Bát Nhã. Tới lần sau này 5 tưởng 5 tịnh, 5 tưởng 5 Bát Nhã đấy.
Bây giờ lần thứ tư này đó thì tôi, lần thứ ba là tôi đi gần đủ hết Bát Nhã, nhưng mà không rõ lắm. Rồi tôi thấy phải giảng lại lần nữa. Tôi cái gì một cái à, nhất nghệ tinh là nhất thân dinh mà. Làm cái gì một cái, làm tới làm lui làm hoài, mà thông được cái này thì thông toàn bộ của Phật giáo. Cũng như câu hỏi quyền giác này, nếu thông là thông hết toàn thể Phật giáo. Thì câu có nhất của ông là sanh tử, tức là thế giới của hiện tượng của chu kỳ. Nó sanh già bệnh chết là cái đau khổ nhất của cuộc sống muôn đời. Dầu chúng ta kiếp sau này có sanh ra thì cái đó cũng là cái mãi mãi muôn đời. Ai mà có một cái ý nghĩ thì mới thấy, nhất là thời buổi này, cái sống chết liền đó. Thoạt thấy đó, thoạt nhìn liền mất đó, biết bao nhiêu bệnh hoạn nhìn đó rồi. Với ngay ngồi đông vậy, tới kỳ tới là mất hết một hai người nữa rồi. Còn có thi chúng ta ngồi đây, tôi giảng gì mà tôi chết liền tại đây, cái đó cũng vẫn có như thường. Như vậy là sanh tử là việc lớn, làm sao mình giải quyết? Chết là dĩ nhiên rồi, nhưng mà chết rồi đi về đâu? Khỏi chết được không? Thì cái đó là cái thắc mắc của Thái tử Siddhartha. Ngài xin vua cha đi, vua cha có ba lần không cho. Ngài nói nếu cha mà giải quyết vấn đề cho con ba việc thôi thì con ở lại với cha. Thì một là trẻ mãi không già, hai là sống mãi không chết, ba là khỏe mãi không đau. Từ tịnh bản đó ta còn phải dạy làm sao mà cho con được. Thì nói con sẽ đi tìm. Nếu tìm được đó thì cha con gặp nhau, không được là vĩnh viễn. Cuối cùng ngài tìm được. Trẻ mãi không già ở đâu, khỏe mãi không đau, sống mãi không chết ở đâu? Ngài cũng chết như thường, ngài cũng bệnh như thường, nhưng mà ngài kìm được cái bất tử ngay trong cái sanh tử. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục học cái đó. Còn cái câu thứ hai của quyền giác, vô thường mau chóng lắm. Thì cái vô thường có hai cái: vô thường của linh hồn và vô thường của xác thân. Cái linh hồn thì vô thường, đó là tuyệt đối. Tuyệt đối đây có nghĩa là nó không có cái tương đối, không có một cặp của nó. Phải quấy tốt xấu dinh nhục không có. Hay có dinh là có nhục, có đêm là có ngày. Cái vô thường tuyệt đối là không có đêm cũng không có ngày. Nhưng mà chính cái vô thường tuyệt đối này, nó nương, cái vô thường tương đối này nương vào cái tuyệt đối để phát, để duyên sinh ra. Thì tôi nói đó, cái sắc thân, sắc thọ tưởng hành thức nương vào cái linh hồn để mà phát hiện ra. Thì bây giờ muốn chấm dứt cái vô thường này, thì chấm dứt sanh tử là chấm dứt cái vô thường, thấy rõ cái vô thường của tương đối rồi. Nhưng mà vô thường tuyệt đối là không thấy rõ được. Muốn thấy rõ cái vô thường tuyệt đối là phải tùy thuận với nó. Thành ra nếu chúng ta đi sâu vào tiến trình năm quẩn đó, thì chúng ta thấy tạo ra tam giới này là do mạt na. Khi mà cái linh hồn mình chuyển biến về mà sao động thì thành ra mạt na là ý chí. Chính ý chí là tạo ra dục giới, sắc giới, vô sắc. Thì cái linh hồn nó không có tướng, nó chỉ là cái hình trôi chảy. Chính nó tạo ra pháp giới, nó tạo ra nhập lưu, nhất vãng lai, bất lai, vô sanh la hán, là chính cái Alaya này. Alaya thường kêu là vô minh, vọng tưởng hư vô di tế. Thôi cái đó nữa sau chúng ta học, thấy không? Thành ra cái vô thường tuyệt đối này, tức là Alaya, làm sao mà chấm dứt nó? Thì cái kia là thấy rõ. Thấy rõ thì tam giới là không dính mắc, tức là không không còn sanh tử nữa, tức là niết bàn tịch tịnh. Còn cái pháp giới này mình thấy rõ thì nó vẫn chuyển biến thôi, nó là cái muôn đời mà, nó không bao giờ mất. Cái linh hồn chúng ta không bao giờ chết, nó cứ trôi chảy như vậy mãi. Nó là cái vô lượng vô biên. Bây giờ làm sao mà đừng có dính mắc nó? Thì chúng ta thấy phải tùy thuận nó, tức là thể nhập nó, mình chính là nó trôi chảy, mình trôi chảy theo. Thì cái đó kêu là tùy thuận. Thì cái này phải đưa đến Như Lai, Bồ Tát Thánh và Như Lai. Thành ra sau cái đắc A La Hán rồi phải phát Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm là cái tâm rộng lớn, tâm tùy thuận, lấy cái sự đau khổ của tất cả mọi loài làm cái đau khổ của mình. Dám làm vậy không? Đa số bây giờ có người phát nguyện vậy rồi bệnh chết luôn.
cuối cùng khổ. Phát nguyện đó là khi một vị Đắc A La Hán rồi mới phát nguyện một tâm. Tôi thấy giờ Phật tử nhiều người hiểu lầm. Tôi nói vậy tôi không phải là kêu đừng phát. Phát thì phát, nhưng mà chịu nổi hay không? Và tất cả sự đau khổ chúng sanh đem lại cho tôi, mình tôi chịu hết sự đau khổ chúng sanh. Ngon heo, chúng ta thấy ngon. Nhưng mà khi đến rồi, mình còn cái thế đối trị, còn có quá tải, mà mình bao khổ một sự chúng sanh rồi, nó quá tải mình, chịu không nổi mình sụm, rồi bắt đầu nổi sân, bắt đầu đau khổ, bắt đầu lẫn quẩn trong đó. Chi bằng mình phát Bồ Đề Tâm là vừa với sức mình thôi. Quý vị nên nhớ cái phát Bồ Đề Tâm rất tốt, nhưng mà người phát Bồ Đề ít nhất cũng A-la-hán. A-la-hán thì không còn đau khổ nữa. Người ta mới đi lấy sự đau khổ chúng sanh làm đau khổ mình, mà người ta không dứt mắt. Còn mình mới là mẫu giáo này mà lấy hết sự đau khổ chúng sanh lên bên trong mình thì nó đè mình dẹp lép luôn. Thành ra phát Bồ Đề Tâm phải coi chừng cái trình độ mình đâu. Còn nếu phát Bồ Đề Tâm khôn đó thì con còn tư tưởng, con xin phát Bồ Đề Tâm đối với cái sự chứng đắc từng giai đoạn của con thôi, chứ không phải là toàn thể sự đau khổ của tam giới này đem về cho con. Thì cái đó chỉ có A-la-hán là thành Như Lai. Cái này thành Bồ Tát Thánh từ từ thôi. Thành đó phải khôn một chút. Tôi thấy ở kỳ thọ giới tôi năm 71 đó, thì có vị phát Bồ Đề Tâm ra cái rớt liền. Bồ Đề Tâm là tất cả, tôi xin phát Bồ Đề Tâm là sau khi tỏ giới thì kêu tôi độ hết tất cả chúng sanh. Nào, tất cả sẽ đau khổ để đem về tôi. Nếu tôi mà có phạm giới tôi xin tan xương nát thịt. Tôi nghe tôi vẫn không. Còn tôi không có phát gì. Tôi ngồi thiền nhiều tôi thấy là con phát Bồ Đề Tâm với cái khả năng chứng đắc của con thôi. Con còn tư tưởng mà. Nếu mà nó quá con cái tư tưởng con 1.000 ký mà cái nghiệp nó đến 2.000 ký là con sụm thôi, con sẽ đau khổ. Còn cái chết đối với con không thành vấn đề, phải A-la-hán thì bây giờ phát bao nhiêu Bồ Đề Tâm cũng được. Nên là chúng ta phải khôn, đừng có dại dột mà thấy Bồ Đề Tâm là cao thượng, là bắt chước. Nếu còn một chúng sanh đau khổ là tôi xin là lãnh hết tất cả sự mở khổ. Chừng nào tất cả mọi chúng sanh không đau khổ thì tôi mới thành chánh giác. Cái đó là của A-la-hán. À, chúng ta phải nhớ, và chúng ta bây giờ nhập lưu không biết có hay không. Ở dưới lớp mẫu giáo mà chúng ta nguyện là chúng ta giải giáo sư đại học, giải tất cả các lớp, thì đó coi chừng. Thôi bây giờ chúng ta trở lại. Đó thì câu thứ hai của Bệ Năng là sao không ngay cái vô thường đó mà liễu tri cái chân thường. Liễu tri là gì? Là biết một cách rốt ráo. Biết cách rốt ráo là phải, không phải là dừng lại chiếu soi nữa, mà phải thế nhập nó. Tức là sân, tham, sân, si là nguyên nhân của sanh tử. Bây giờ dứt tham, sân, si thì sanh tử tam giới phải chấm dứt. Như vậy là nước không còn sống nữa. Sống tham, sống sân, sống si mà dứt hết sống thì nước thành ra nước chết. Nước đấy là vô lượng vô biên chứng đắc cho cá nhân, nhưng mà không có cái dự dụng. Thành ra một vị A-la-hán sau khi đó rồi phải tùy thuận với sanh tử lại. Không sanh tử mà làm bộ sanh tử. Không sân mà làm bộ sân dài dài. Để chi vậy? Cũng như là mình vào lớp mẫu giáo, mình là giáo sư đại học, nhưng mà dài mẫu giáo thì phải đến dần thôi. Đánh dần không phải là mình không đọc chữ được, mình làm thơ, mình này kia đủ thứ hết trơn, mình đánh dần để mà đọc chữ sao. Nhưng mà mẫu giáo nó phải đánh dần. Thành ra mình cũng làm bộ đánh dần để mà đưa nó lên. Thì đại khái Bồ Tát Thánh là vậy. Vào cái lúc mẫu giáo là cái lúc địa ngục, mà nhưng mà đừng dính mắt vào địa ngục thôi. Thì tôi nói nè quý vị coi chừng nha. Coi đại thừa nó khác chưa được, đừng có làm bắt chước theo người ta, bắt chước xuống địa ngục. Thành ra chúng ta thường thích vấn đề đại thừa, như hai chàng, hai ông thiền sư mà đi qua sông đó, thấy cô gái ngồi bên sông khóc đó, thì một ông kê lưng cổng lội qua sông luôn. Ông bên này tức không nói được, đi về không thèm nói chuyện nữa. Từ đường về tới chùa, tới chừng lên đọc giới, ông kiết giới ông kia. Nghe huynh
cõng cô gái thì huynh phạm giới rồi, ôm người nữ mà cõng ở trên vai mà rơi qua sông, có ai mà ông sư mà tu vậy không? Thì ông kia nói là tôi cõng qua bên này không kia xong tôi thả cô xuống rồi anh cõng tới bữa nay. Thì cái lý này rất là hay. Rồi chúng ta khoái cái đại thừa đó, rồi chúng ta cũng làm bộ như vậy là đừng dính mắc thì thôi, tôi giữ tiền mà tôi không dính mắc thì tôi không tham tiền thì thôi. Đúng, nó rất cao. Nhưng mà nếu mình giữ 1 tỷ mình không tham thì chắc rồi 2 tỷ, 3 tỷ, 10 tỷ, 100 tỷ, ngàn tỷ sụp cái rầm, rớt xuống địa ngục. Phải biết là mình thật sự thấy được Bát Nhã chưa, hay là dùng pháp môn đè nén thôi. Mấy ai mà dùng ngần sắc không đắm ngần tiền, không tham uống rượu mà không sai, đã sai mà không lọt, chỉ có A-la-hán thôi. Thành ra đạo Phật giết chết biết bao nhiêu người, mà đạo Phật đã cứu vớt biết bao nhiêu người, thì cũng bị đạo Phật thôi. Mà không phải đạo Phật là cái hiểu gì, đạo Phật sai lầm, sai lầm. Thành ra buộc lòng hôm nay tôi phải nói để quý vị bắt đầu trở lại mẫu giáo, tu tập chừng nào tới nhị thiền của sắc giới. Mà nhị thiền sắc giới khó, như có một cô ở Sài Gòn xuống đây, cô gặp tôi, cô định xuất gia, mà cô tính ăn chay ngọ, tôi cản, tôi nói đừng. Chay trường là quý rồi, chay ngọ là để cho mấy thầy tu mà không làm cái gì hết đó. Chi vậy biết không? Cô biết ăn chay ngọ chi vậy không? Cô không biết. Cô tính ăn chay ngọ là cao, cái nó không có cao, không thiếu là cỡ thành tấp. Chay ngọ là để mấy thầy tu có thì giờ rảnh rỗi để mà coi kinh, ngồi thiền sâu vào đó. Còn nếu lo ăn không ngày ba bữa bốn bữa thì hết mất thì giờ hết rồi. Thành ra quý vị bây giờ không có thì giờ ngồi thiền, mà pháp tôi giảng là phải có thì giờ ngồi thiền. Ngồi thiền là gì? Quý vị nghe không là giống như con trâu ăn cỏ, không ăn thua vậy. Nó cũng thành xương thịt máu mình đâu. Rồi về phải ọc ra nghiền ngẫm lại, suy tư văn rồi tư. Có thể tôi giảng cho quý vị nghe đây, quý vị ngồi ba tháng cũng chưa hiểu hết. Tôi bị cái vô thường vô ngã của Phật giáo mà ba năm trời, tôi không hiểu vô thường vô ngã khác nhau là sao. Coi hết kinh, cái mất cái nhà học giả giảng nhỏ nhất hạnh thì Thanh Từ, mấy người học giả giỏi giảng về vô thường nhỏ một thứ thôi, tôi không đồng ý. Nếu một thứ thì ngày Đức Phật nói chi vô thường, vô thường chưa hành vô thường thư pháp do anh Niết Bàn tịch tịnh, vô thường vô ngã khổ đau. Chứ vô thường vô ngã một thứ, tại sao mà ngài không dùng một danh từ mà vô thường vô ngã rồi khổ đau, tam pháp ấn. Tôi thắc mắc hoài, không biết vô thường vô ngã là sao. Hãy nói vô thường là trong đó có vô ngã, mà nói vô ngã trong đó có vô thường. Thành ra tôi mới đem ra hỏi, bây giờ cái gì vô thường? Cây cây này vô thường không? Ờ vô thường. Thì cây này có ngã không? Nó là do nhiều cái đáp lại nên nó cũng là vô ngã. Con người tôi là vô thường không? À, nó biến chuyển hoài, nó đâu có còn ở cái tuổi này hoài, thì nó là vô thường. Mà vô thường mà cái thân này là nhiều cái đáp lại thì nó là vô ngã. Như vậy vô thường vô ngã là một thứ sao? Mà nếu khác thì khác nhau làm sao? Nếu một thứ thì Đức Phật dùng một danh từ thôi, vô thường ta khỏi vô ngã. Cái này đâu Phật có hai danh từ, vô thường vô ngã là quan trọng nhất. Thôi tôi nói sơ hôm nay tôi có giảng rồi, cái đó quý vị phải đi vào sâu, thấy không? Đi vào chúng ta trở lại. Thì huệ năng quyền giác, huệ năng là tai tổ của đạo Phật, tượng trưng cho cái bát nhã, cái bất tử. Còn quyền giác là người đi tìm cái bất tử, mà không hiểu giữa cái bất tử và giữa cái tư tưởng nó khác nhau sao, kêu là ngũ ám ma đấy. Nếu mà lạc nhận tư tưởng là bát nhã, lọt ngũ ám ma. Thành ra chúng ta tu bây giờ đa số lọt ngũ ám ma, ngoại đạo ngũ ám ma hết. Có nhiều người nhập định mới bảy bữa cái xưng mình là Như Lai. Có người người nữ như thanh sĩ vô thượng sử sư gì đó thì xưng mình là Phật, Phật đàn bà, Phật bà đấy. Rồi cuối cùng rớt. Như Phật thiệt là sao? Phật thiệt ngay ở trong cái Phật giả đó. Thành ra chúng ta thấy đạo Phật nó lạ lùng chỗ đó. Mình làm sao nhận lại được sư? Làm sao nhận được ngay trong cái giả mà có cái thật ở trong đó? Mà làm sao là không nhận được? Làm sao là pháp môn có thầy,
có đạo sư, có cải sửa, có từ từ, có lai rai. Mà từ từ lai rai là trở thành, là một cái bỏ cái ác này để lấy cái thiện, bỏ cái xiềng sắt để lấy cái xiềng vàng, xiềng bạc, thì vẫn là xiềng thôi. Bây giờ sư nói vậy làm sao thoát khỏi xiềng? Mà làm sao? Tức là tìm pháp môn nữa, tìm cách thức nữa. Mà cách thức là của tư tưởng. Thành ra cái thế tư tưởng nó xảo quyệt vô cùng. Hết cái này nó bài qua cái khác. Thành ra bây giờ chúng ta tu, chúng ta thích pháp môn. Có người nói bây giờ con theo pháp môn nào sư? Con theo Tịnh Độ hay Thiền Tông hay Minh Sát hay Tứ Niệm Xứ? Tôi nói pháp môn chỉ là dối gạt thôi. Nhưng mà không có pháp môn đi tới đạo Phật được không sư? Không tới. Mà pháp môn là đạo Phật, không phải. Pháp môn chỉ là cái phương tiện, chỉ là ngón tay của Phật chỉ mặt trăng thôi. Phật có thể chỉ mình pháp môn. Mình bệnh, Phật chỉ thuốc cho mình. Mình đói, Phật chỉ cơm cho mình. Nhưng mình phải ăn, mình phải uống chứ. Nói cái này con đắng quá, thì Phật uống giùm con, thì không có, không có Phật nào lo có được. Thì pháp môn chỉ là ngón tay, chỉ là cơm ăn, chỉ là thuốc uống. Uống hay không, mỗi người phải tự đi lấy. Nhưng mà phải có thuốc, tức là phải học giáo pháp cho vững. Thì cái cô Sài Gòn xuống cũng vậy nè. Muốn đi tu mà mới có hai mấy tuổi à, còn trẻ măng. Rồi bây giờ kiếm thầy sáng bạn lành. Tôi nói thì cái giới thì muốn kiếm thầy, cô coi thầy đó có giữ mười giới hay không, có dạy pháp môn tu thiền từ tư tưởng qua bát nhã hay không, và có trí tuệ hay không. Nó nói với sư cái giới thứ 10 thì con kìm hết rồi, chắc có thể cả thế giới này không có nữa. Không rớ đến tiền bạc vàng của lý, của ý, quý đồ trang sức. Ai cũng giữ vàng đô la không, mà xài điện thoại di động đủ thứ hết trơn. Sư biểu con kiếm vậy làm sao? Tôi nói cái này là trong giới luật Phật à, không phải của tôi à. Cái tiền bạc là cái đau đớn nhất của cuộc sống. Ác nghiệp chi mi lắm đó, tiền mà đi làm nhân loại quá ra điên, biết bao nhiêu người nói, nhất là thời buổi này. Mà không tiền làm sao sống chứ. Tôi nói nếu mà người tu đạo Phật thì không tiền mới sống dai nhất. Tôi bốn mấy năm tôi có tiền đâu mà tôi vẫn sống như thường. Nếu mình giữ giới luật cho đúng, Phật tử nó lo cái đó. Nhưng không tiền thì chết tôi. Phật tử nó đâu cho mình chết. Chết rồi nó lấy ai mà nó nương tựa. Thì người giữ giới kỹ, người đó mới có thì thời giờ để mà tu tập đi sâu vào thiền định. Bậc thầy của mình là gì? Mình cần có một cái giáo pháp thôi, cần cái chứng đắc của họ thôi. Chứ còn ăn mặc ở bệnh thì mọi người Phật tử giữ kiếm thì di sức thôi. Mà cái bất tử làm sao đi đó, thì người tu phải lãnh cái đó, phải lãnh chịu cái bất tử này. Mà bây giờ không thầy sáng bạn lành thì tôi đau đớn như thế này, nhức nhối như cái vấn đề bất tử này. Tôi chán nản nhiều lúc, tôi muốn chết, muốn tự vẫn. Đạo Phật bây giờ mình tìm hoài không có đạo Phật, không có con đường đi vô. Mà nếu con đường thì thuộc về tư tưởng. Làm sao thì lại kẹt. Mà không làm sao thì mình là địa ngục. Cả chợt như vậy hoài sao. Mà làm sao thì lọt về người trời cải sửa nữa. Nhức nhối vô cùng. Rồi Đức Phật mới nói thời buổi không có thầy sáng bạn lành, không có chứng đắc, thì các con cứ gõ mãi đi, rồi cửa nó sẽ mở. Mà gõ ở đâu? Có cái thiền định thôi. Cái ngồi yên lặng đó, học hỏi giáo pháp, rồi nghiền ngẫm không ra, thì cái ngồi bữa này qua bữa khác, học ra nghiền ngẫm hoài. Cái vô thường vô ngã nó khác nhau làm sao ha? Không ai trả lời được hết, thì mình phải tự trả lời lấy. Trả lời ở đâu? Trong cái yên lặng, trong cái vô sư trí, thì yên lặng sẽ trả lời hết tất cả. Thái tử Siddhartha muốn tìm hiểu đạo Phật phải 49 ngày yên lặng, không ăn uống gì hết. Thì tôi có 8-9 tiếng đồng hồ yên lặng thôi. Thì cái đó nữa chúng ta dẫn sao? Thì pháp tôi hơi khó đó. Là quý vị về, không phải nghe đĩa không đâu, mà cái đĩa lớn nhất tức là chính quý vị. Thành ra tôi thường hãy bắt trả bài là chỗ đó. Như tôi bây giờ giảng đâu có sinh sách gì đâu, nó ở trong tâm á. Kinh sách nó nhập tâm. Thì cái bài huệ năng này đó, tôi nghiền tới nghiền lui vậy, tôi thuộc lòng thôi. Nó nhập tâm rồi giờ đem ra ốc ra ngồi thiền, tôi nghiền ngẫm lại. Thì hôm nay tôi thấy nó rất hay, tôi lặp lại một lần nữa.
Đó thì sau khi qua sự trao đổi đó thì cái đầu tiên đó là A-la-hán, ngay cái sanh tử nhận cái vô sanh, nhận lại thôi, ngay cái vô thường liễu tri cái chân thường, phải tùy thuận, phải nhậm dẫn, phải tự tại với cái vô thường. Thì vô thường đây là nói vô thường sát na, tức là cái hiện tiền. Còn cái kia nói về cái sanh tử là cái hiện tại. Hiện tại thì có quá khứ, có vị lai, có hiện tại. Còn cái tùy thuận là cái sanh tiền, không quá khứ, không vị lai, không không hiện tại. Quý vị thấy, thành ra trong cái kinh mà người biết sống một mình đó, quý vị thường lầm. Đừng nuối tiếc quá khứ, đừng mơ mộng tương lai, hãy sống với hiện tại. Trật, thiếu sót, thiếu sót. Đa số bây giờ có giảng vậy, sống hiện tại, nếu hiện tại mà sống hiện tại thì hiện tại thành quá khứ rồi. Mà nói tương lai thì luân tái thành hiện tại rồi. Còn một câu cuối nữa mà chúng ta không để ý, đừng nuối tiếc quá khứ, đừng mơ mộng tương lai, hãy sống với hiện tại và quán hiện tại, làm sao để đừng dính mắc vào hiện tại. Câu này là câu tối cùng của Bát Nhã, không nắm được. Cũng như kinh 42 chương nữa. Bố thí cho một người không giữ giới không bằng bố thí cho một người giữ ba giới. Bố thí cho 10 người giữ ba giới không bằng bố thí cho một người giữ năm giới. Bố thí 100 người, 100 người giữ năm giới không bằng 8 giới. Cứ theo vậy hoài, bố thí 100, 1 triệu, 1 tỷ tỷ. Tới cuối cùng là bố thí cho tỷ tỷ Bồ Tát Thánh. Không buồn bố thí cho một Đức Như Lai. Còn câu cuối nữa hết. Đây Phật tử lầm nhất là cô Sơn Ngọc. Thì bố thí là lừa Đại Đức, lừa mấy sư bự không à? Thì đúng chứ không phải sai. Ta tu lâu người ta phước báo nhiều thì bố thí mình, phước báo mình nhiều. Nhưng bố thí là bố thí người trời cầu cái phước báo. Mà đạo Phật đâu phải là bảo phước báo, mà phải có phước báo, nương cái phước báo đó để đi qua trí tuệ. Cô phước báo đầy nhóc nhưng mà trí tuệ không có, bị cô không chú trọng về trí tuệ. Mà trí tuệ là gì? Là phải hiểu pháp. Thành là cái cô đó nói giờ cô phải tìm hiểu pháp đi, được cô muốn tu muốn gì đó làm. Bây giờ cô đi chỗ vắng, cô ngồi thiền, cô ngồi sao? Cô nói thì cứ ngồi thì nó chết, ngồi thì thành cây đá. Cái tâm cô để như thế nào? Chứ đâu phải là niệm Phật mà cô lấy cái miệng A-di-đà Phật, cái đó niệm Phật không phải. Niệm Phật là cái gì niệm cô biết không? À, cái tâm, mà cái tâm là cái gì? Cái tư tưởng phải là tâm không? Nhớ nghĩ tưởng phải là tâm không? Nó đúng nhưng mà không đúng, không đủ. Linh hồn nó ở đâu, nó ra làm sao? Mấy cái đó mình phải rành thì mới niệm Phật được. Thành ra biết bao nhiêu người, nhất là trong quê mấy bà già trầu niệm Phật, tu thì nhiều mà chứng đắc không có bao nhiêu, là tại thiếu hiểu giáo pháp. Hâm hở tu thì cứ nhào vô trong đó tu, nhắm mắt mà tu, tu mù. Thành ra buộc lòng là tôi phải đi vô trong vùng sâu xa để tôi giảng pháp. Nhưng giờ sức tôi quá yếu rồi. Chứ hồi xưa tôi giảng cái mười mấy chùa ở trong miền sâu, 400-500 người, mấy bà lớn tuổi nhiều. Mà hỏi niệm Phật bằng cái gì? Bằng miệng. Tôi nói chết, không có miệng niệm được không? Không có miệng làm sao niệm sư? Chết. Có người biết là nói niệm bằng linh hồn. Hỏi linh hồn bà ở đâu? Chả biết. Chúng ta là Phật tử phải rành cái vụ đó. Thành ra trước một cái sự thay đổi mà chúng ta có trí tuệ, chúng ta bình thản thôi. Có khó là ở đó. Thôi giờ chúng ta trở lại. Thì sau khi mà trả lời câu đó rồi đó, thì một cái A-la-hán là nhận lại ngay trong cái bất tử, trong cái sanh tử có cái vô, cái vô sanh, cái bất tử nằm trong đó. Ngay trong cái vô thường tuyệt đối này, sát na này, thì chúng ta phải thấy được. Như nãy tôi nói là cái làm phước đó, thì tới cuối cùng là bố thí trong một tỷ tỷ Bồ Tát Thánh không bằng bố thí một vị Như Lai. Nhưng còn câu cuối nữa mà chúng ta bỏ, cái đó là nói về phước báo không à. Câu cuối mới là quan trọng. Bố thí cho tỷ tỷ Như Lai không bằng bố thí cho cái chân tâm bổn tánh của mình. Hết. Câu này mới là câu độc đáo nhất. Thì Đại Thừa Khôn nó lấy cái câu chốt chót này
Bố thí tỷ tỷ Như Lai, Như Lai là chúng ta thấy hàng tỷ tỷ Bồ Tát Thánh mà không bằng bố thí một Như Lai thôi. Mà tỷ tỷ Như Lai không bằng bố thí cho chân tâm bổn tánh của mình. Chân tâm bổn tánh là cái gì? À, cái quan trọng là ở câu cuối cùng này đó, đó là trí tuệ đấy. Còn tất cả những cái dòng kia, bố thí kia toàn là tư tưởng, còn là bác phước báo không. Phước báo vừa có vô, có thật nhiều, cũng không cứu nổi cái mạng sống của mình. Chỉ có trí tuệ mới đưa tới giải thoát. Thành ra tôi thường nói đó là tôi năn nỉ với ông ấy bà. Tôi dùng chữ năn nỉ là tôi quá lắm rồi đó. Có thọ giới rồi, không có điều kiện với tôi, không có bắt buộc phải đi tỉnh xá Ngọc Dân gì ở đó, không đi cũng được, sống cuộc sống thường. Nhưng mà tôi năn nỉ, ngày rằm 30 giữa tháng, cuối tháng như ngày giảng pháp, cố gắng đi đến nghe. Chi vậy? Cái đó là trí tuệ đấy. Trí tuệ mới cứu mình được. Chúng ta thấy Lương Võ Đế là ông vua giàu nhất, bố thí nhất, 72 cảnh chùa giàu, độ hơn 3.000 tăng, cung cấp hơn 3.000 tăng ăn uống mà ăn mặc ở bệnh, chúng ta biết là bao nhiêu tiền bạc sức kho ra. Thế mà có cứu ông được không? Chết đói trên đầu núi, bị hoàng sào nó bao giây nó giết chết. Thì gặp Lương Võ Đế, Lương Võ Đế chú trọng về vấn đề trí tuệ. Ông khoe Lương Võ Đế là từ ngày mà trẫm lên làm vua, giờ trẫm xây hơn 72 cảnh chùa, độ hơn 3.000 tăng. Vậy có trí tuệ gì không? Rồi mà nó không có trí tuệ mốc gì hết. Ông tức, ông nói cái đó là cái gì? Cái mà trẫm cất hơn 72 cảnh chùa, độ hơn 3.000 tăng là cái gì? Ông nói là phước báo nhân thiên hữu lậu, có hưởng là có hết. Đó là cái của ông bị bà. Đi vĩ lão thì thích lắm. Tôi giờ mà muốn tạo cái tượng Quan Âm này, mới đưa tay xin cho con cúng. Một mình con cúng được. Rồi ông sư ví dụ tôi bệnh một cái là bây giờ ra mấy triệu cũng ra. Cái đó thì nó tốt, chứ đâu phải là xấu. Nhưng mà tốt như cái xấu thì nó chỉ là phước báo thôi. Bố thí đã được gì? Được cái danh. Tôi đứng hạng nhất. Thành ra mấy cái chùa kia mà Phật tử này cúng dường mà đề tên bản vàng đứng đầu. Nếu đây hỏi tại sao con cúng mà sư không ghi tên vô bản vàng gì hết vậy? Từ đây không có bản vàng, bản cây, bản bạc gì hết. Mà cúng một triệu đồng hay mà 10 triệu với người cúng 100 đồng bằng nhau thôi. Chịu không chịu thì thôi, không có đi chùa khác thì đi. Ở đây không có danh sách là người cúng nhiều, người cúng ít, không có vụ đó. Ví dụ vô mà giờ giàu có cách mấy thì cũng ngồi trên đất như nhau. Tôi đâu có ngồi cái ghế đặc biệt cho mấy bà giàu và giật kiều nào, không có vụ đó. Trước Đức Phật tất cả đều bình đẳng, dầu là ông vua, ông tổng thống, ông nào cũng vậy thôi. Đạo Phật là vậy đó. Chúng ta thấy nàng kỹ nữ đó, với ông vua Ba Tư Nạc, kỹ nghĩa âm Ba Ly. Kỹ nữ là mình kêu bây giờ mình kêu là đĩ đó. Thì thôi sẽ kêu là kỹ nữ. Mà kỹ nữ hạng sang đó, tức là mấy người giàu có mới đến cô rất là đẹp. Tôi đến Đức Phật còn sợ đó. Nói gặp kỹ nữ Ambali, mấy vị đừng có ngó mặt cổ nha. Thì kêu à, sợ ngó rồi dính. Thì cổ đẹp quá trời đi. Thì cổ lợi cúng dường Đức Phật trai tăng, thỉnh hết 1.250 vị. Đức Phật im lặng đồng ý chấp nhận. Cổ vừa ra khỏi tỉnh xá vô Ba Tơ Nạc vô, ngày mai con thỉnh Đức Thế Tôn trai tăng ở đền vua. Đức Phật nói không được, ta đã nhận của âm kỹ nữ Ambali rồi. Tức là cô gái giang hồ Ambali ta đã nhận rồi. Nói cổ là người dân ở trong xứ con mà Đức Thế Tôn, thì cổ phải nhường con thôi. Đức Phật nói không có vụ đó. Trước mặt Thế Tôn thì giàu cho dân, giàu cho vua cũng bình đẳng thôi. Ta đã nhận cổ rồi, ta không thể cải sửa được. Ông nói bây giờ ngày mai chính là ngày vía của mẹ con, là ngày mất của mẹ con. Mà con rất kính mẹ, bây giờ để cho cổ con ngày khác thì nó không đúng cái ngày. Con muốn ngày mai thôi. Thế Tôn nói vậy thôi. Cổ vô bạch trước, phải nãy bị họ đập trước thì nó dễ. Bây giờ cổ bạch trước nhận của cổ rồi thì nó nhận hết 1.250 vậy mà. Để cái vườn xoài của cổ. Cô nói giờ con biết làm sao. Thì Như Lai mới nói giờ con có như thế này là đại dương đi năn nỉ cổ.
Nếu cổ chịu nhường đó là đương trở lại cho hay thì ta chấp nhận. Còn cổ không nhường là thôi. Chúng ta thấy thời Đức Phật nó bình đẳng vậy đó. Ông vua phải năn nỉ dân mà dân kỹ nữ nữa. Là cái giang hồ, giới ân xưa. Thì nhà vua phải chịu thôi. Mới trở lại ngựa rượt theo cô kỹ nữ Ambali. Chặn đầu lại. Mới nói bây giờ ngày mai đó. Trẫm trai tăng cho mẹ trẫm mày nghe nói là nàng đã bạch trước rồi, nàng nhường lại cho ta. Ambali trả lời sao biết không? Tôi không thể nhường được. Tôi đã xin Đức Phật đã chấp nhận rồi. Tôi không thể nhường. Bệ hạ muốn làm gì cứ làm. Ngon vậy đó. Từ xưa tôi đã bạch trước rồi. Thì nhà vua thấy con này cứng quá, không thể làm gì được hết. Mới xuống nước năn nỉ. Thôi giờ cô nhường cho tôi đi, cô bữa khác. Thế đâu có được, ngày mai cũng ngày mất của mẹ tôi. Ngày trọng mẹ ngày, tôi không biết trọng mẹ tôi thôi. Tôi không có thể nhường được, ngày muốn làm gì làm. Thì là vua mới xuống nước, thôi giờ chia hai. 1250 vị, phân nửa đi tôi, phân nửa đi của ngài. Có chịu không? Còn nếu bệ hạ năn nỉ thì tôi chịu. Nhưng mà Đức Thế Tôn lại đi bên tôi ạ. Chia làm hai. Nhưng Đức Phật Tích Cả đi bên tôi, còn 500 vị đó thì Xá Lợi Phất một Kiền Liên gì đó dẫn đầu đi bên ngài. Ông nói không, tôi muốn thỉnh Đức Thích Ca thôi. Nói không được, tôi phải nhường, nếu không thì thôi. Nó chia hai lời quý lắm rồi đó. Tôi nhường cho bệ hạ rồi đó. Ông vua chịu thôi. Chúng ta thấy hồi xưa rồi, ông vua mới trở lại bạch Đức Phật. Nói cổ chịu nhường, nhưng mà cổ không chịu nhường Đức Thế Tôn. Thế Tôn đi bên cổ thôi, rồi Xá Lợi Phất một Kiền Liên gì đó mới dẫn đi bên cổ. Đức Phật mỉm cười im lặng, tôi phải vậy thôi. Thì chúng ta thấy là đạo Phật là một cái đạo bình đẳng. Không phải giàu sang rồi đến chùa rồi tôi phải ra cổng tôi tiếp, không có vụ đó. Cũng ngồi trên đất không ngồi thì thôi đi về. Cúng dường thì cúng thôi, mà cúng nhiều quá tôi cũng không nhận. Vừa phải đặng mà có mỗi người mỗi cúng. Tôi là các cái tỉnh xá trên nhất. Một người cúng mà 10 triệu, 20 triệu, 100 triệu tôi không có nhận. Tôi nhận có 2 triệu thôi. Đông mà, tử đây nó đông. Thế mà một người nào cúng 1.000, 2.000, mấy đứa học sinh nó vô cúng đó thì tôi lại nhận. Cái cô thư ký mà ghi đó cô không nhận. Mấy đứa 1.000, 2.000 mà cúng gì không nhận. Tụi nó mặc tiêu nghiễu, nó xuống nó mét tôi. Tôi mới lên tôi kêu cổ nhận, cổ nói không. Nhận gì sư coi cúng sư mà 100 triệu, 2, 5, 70 triệu sư không nhận mà cái ngàn bạc mà nhận làm cái gì. Con viết một cái danh sách dài thòn gì mà có mấy chục ngàn. Mệt lắm sư ơi. Tôi nói cái cúng dường là do cái công đức của mỗi người chứ không phải là cái phước báo. 1.000 đồng bạc mà nó để ra ăn bánh nhường rồi nó cúng trong này thì cái phước báo nó nhiều lắm à cô. Bây giờ nếu cô không ghi tôi ghi ạ. Cô nói sư dạy tôi không nghe. Rồi tới bữa cúng hội tôi mới giảng gì cái mà bà lão ăn mày cúng 2 đồng xu dầu. Kiếp sau sanh lên là hoàng hậu. Cô mới nhớ lại cái tiền kiếp của mình mới là bố thí trong vua có 10 kho vàng. Vàng với kim cương với tiền là có 10 kho thôi. Cả nước có 10 kho. Cô mới xin nhà vua cúng 1 kho. Người có nhớ tiền kiếp hồi đó mình là ăn mày cúng 2 xu dầu mà lên làm hoàng hậu. Bây giờ cúng 1 kho vậy thì kiếp sau thành cái gì? Chắc là phải cao hơn sanh về cõi trời nữa. Thì mới lên rồi không có ai. Mới lên thiền trên núi gặp ông thiền sư mới hỏi. Ông thiền sư nói cô cúng 1 kho vàng đó bằng cả tỷ tỷ cái 2 đồng xu dầu. Nhưng mà phước báo không bằng 1/1 tỷ nữa. Không bằng 1/1 tỷ của bà lão ăn mày. Cô nói sao kỳ vậy thiền sư. Cô nói cúng cái đạo Phật là cúng ở cái tâm chứ không phải ở tiền bạc. Bà lão ăn mày cúng 2 xu dầu là phải nhịn đói nguyên một ngày. Ngày xin được có 2 xu. Mà cúng vô cúng dầu cho giáo hội đốt bằng đêm đó thì phải nhịn đói một ngày. Cái tâm này quá rộng. Còn cô 10 cái kho già vàng mà cô cúng 1 kho thì còn lại 9 kho. Cô vẫn phay phay thôi. Mặc dầu tiền nhiều nhưng mà tâm ít. Còn bà cúng 2 xu dầu mặc dầu tiền ít mà tâm nhiều. Mà cái phước báo là ở cái tâm chứ không phải ở tiền bạc. Rồi tôi nói rồi, cô thần ký con mới chịu. Cô xuống cảm ơn, nếu không có sư giảng thì con
cái tâm nó nhỏ hẹp. Tôi nói phải tâm rộng lớn, dành cho ngày dục mục liên mới vừa qua, ngày báo hiếu Vu Lan. Chúng ta có một mẹ một cha thôi, thì chúng ta nói tâm hiếu là tâm Phật, đạo hiếu là đạo Phật mốt gì. Cái đó là tâm hiếu là tâm trời. Chúng ta bắt chước một Kỳ Liên, bắt chước cái gì đâu. Một Kỳ Liên là có vô số cha mẹ chúng sanh trong sáu đường, trâu bò heo chó địa ngục ngạ quỷ súc sanh người trời, sáu đường đều là cha mẹ của mình trong nhiều kiếp. Thì quý vị phải hiểu đạo Phật có một cái linh hồn thôi, mà nó chết nó đầu thai trâu bò heo chó nhiều kiếp. Thì mình giết con chó là giết cha mẹ, mình giết con gà con cá là cha mẹ trong nhiều kiếp. Nếu làm ác thì phải sinh con cá. Thành ra Đức Phật chủ trương phải ăn chay trường. Thôi nói sơ vậy ha. Thì giờ chúng ta trở lại, để rồi chúng ta còn đi qua mẫu giáo nữa ha. Quý vị phải trở lại mẫu giáo. Đây tôi đảng đại khái đạo Phật để quý vị biết. Thì giữa Bát Nhã với Tư Tượng, thì Bát Nhã là ngũ ấm mà, là địa ngục ngạ quỷ súc sanh, thì cái Bát Nhã nằm ngay trong cái Tư Tượng đó. Mà thấy được Bát Nhã là không dính mắc thì đó gọi là Phật. Còn không thấy Bát Nhã thì dính mắc. Cái thân này là tôi của tôi, tự ngã của tôi. Cái cảm giác là ta, tự ngã của ta. Cái tư tưởng là tôi, là tự ngã của tôi. Cái ý chí là tôi. Thì chúng ta tiếp tục lang thang. Chứ không phải Niết Bàn là ở trên trời, chín tầng mây, không có. Niết Bàn ở ngay bây giờ tại đây. Niết Bàn là ở cái tâm, chứ không phải ở sắc thân. Thì cái nhận thức như thế nào? Nếu mình dính mắc vào cái nhận thức, cái sắc thân bên ngoài, thì ngay bây giờ là địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula. Còn cải sửa cho nó, cái tư tưởng cho nó cao siêu hơn nữa thì còn cõi trời. Chỉ khi nào nhận thấy sắc thân như là sắc thân, cảm giác như là cảm giác, tư tưởng giống hệt như tư tưởng, cái nhận thức của mình chứ không phải của Như Lai, nhìn chính con mắt mình, niệm thân trên thân, niệm thọ như cảm thọ, nhiều tư niệm tưởng như tưởng, và niệm pháp như là pháp. Thành ra tôi giảng hoài nhá. Còn niệm thân là tịnh thì bốn đường ác, niệm thân là bất tịnh bốn đường thiện. Niệm thân như là thân, thân sao thấy như thật vậy. Muốn thấy như thật là phải dừng hết mọi tư tưởng. Hơi đại khái là vậy ha. Thì bây giờ chúng ta đi sâu vào cái cuộc thử thách, cái cuộc đọ kiếm, đọ tư tưởng của quyền giác và tổ Huệ Năng. Thì Huệ Năng mới kéo quyền giác trở xuống tư tưởng để coi ông này có thực sự là Bát Nhã hay không. Thì sau khi đó thì Huệ Năng mới nói sao không ngay cái sanh tử mà nhận lại cái vô sanh, không có pháp môn. Ngay trong cái vô thường mà liễu tri, biết một cách rành rõ, tức là phải tùy thuận nhập cuộc với nó, tự tại trong nó, thị hiện trong nó. Thì có danh từ rất nhiều, tùy thuận là thuận theo nó một cách nhập cuộc với nó mà đừng dính mắc. Thì đại thừa nãy tôi kể đó, đa số như vậy. Nếu đạt cái đó là cao, ai cũng thích đó, mà làm thì chắc là không được. Thì chúng ta phải đi tiểu thừa trước. Thì ông quyền giác đó đâu phải là tai bở. Ông nói nhận lại tức vô sanh mà liễu tri, tức là chân thường, ông có pháp môn. Ngài nói là ngay trong sanh tử nhận lại cái vô sanh, thì cái nhận lại này chính là vô sanh. Người phải tùy thuận với chân thường thì tùy thuận là chân thường. Thì Huệ Năng khen đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy. Ông rất hiểu rất đúng. Thì có vậy thôi, là hai cuộc đối đáp cuối cùng là không có chỉ cách tu, chỉ có tâm. Dĩ tâm ấn tâm. Quyền giác là cái tâm đã dọn sạch cỏ rồi, Huệ Năng là cái chân tâm ấn vô cái tâm sạch cỏ đó, rồi cuối cùng nhận lại là đúng vậy. Thì bây giờ quyền giác không biết ông này là tổ, đúng là Phật, đạo Phật, chứ không có là Phật pháp, không có là thế tư tưởng. Mới quỳ xuống lại, bây giờ mới lại đó. Đủ 3.000 của nghi, 80 tế hạnh. Thì lại như con sư tử mà lại. Thì sau khi lại xong, ông đứng ông hầu tổ.
hầu 2 tiếng đồng hồ ông xin tổ về, trở về liêu của mình, trở về trú xứ của mình. Thì tổ mới thử một lần nữa, về thì về, biết ông này có chứng đắc thật sự không, mới có cái đầu chưa biết sao. Thì tổ mới nói, sao mà về mau quá vậy, sao mà ông về mau quá vậy. Thì ông Quyền Giác nhận thấy ngay tổ kéo mình xuống hiện tượng giới nữa. Kéo mình xuống là thế giới của ta bà nữa, thế giới của chu kỳ nữa. Ngài mới kéo trở lại sát na. Vốn mình chẳng động, lấy gì mà chống chạy, lấy gì mà chậm. Tôi đi về là tôi về xác thân, chứ cái bất tử tôi có về đâu, nó không từ đâu đến, nó cũng không về đâu. Cái linh hồn tôi bao giờ cũng vậy, nó là cái dòng nước chảy, nó không có quá khứ, không có hiện tại, không có vị lai, mày nói về đâu. Còn xác thân thì có quá khứ, hiện tại, vị lai, cho nên có chỗ về. Ông trả lời cho Huệ Năng, cho tổ, vốn mình chẳng động, mình là chính cái bất tử đó, chính cái linh hồn tôi là không có động, nó không có đi, không có đến. Thì lấy gì mà chống chạy, lấy gì mà mau với chậm. Thì tổ mới xiết một cái nữa, ai biết không chống chạy. Ngài nói không mau chậm mà ai biết không mau chậm. Chúng ta thấy là chúng ta từng làm chỗ đó, chúng ta lặng lẽ nhìn sự vật rồi, rồi chúng ta mới chặt làm hai, có người nhận biết và có đối tượng nhận biết chết. Cái dòng nước nó chảy gì thôi, để nó chảy đi, không chặn lại. Ở chặn lại thì nó nổi sóng, thì bắt đầu có tôi biết và có đối tượng được biết, là bắt đầu có phân tâm, có vấn đề. Cảm giác dễ chịu, cảm giác khó chịu thì cứ để cảm giác dễ chịu, cảm giác khó chịu thì thôi. Tại sao bây giờ tôi lại thích cảm giác dễ chịu? Thì có người thích và có cảm giác được thích. Chúng ta ý chỗ đó hay không? Chứ là chúng ta đau nhất thì đau nhất. Phật không đau nhất sao? Nhưng mà đau nhất là tôi, là của tôi. Làm sao cho hết đau nhất? Có tôi bị đau nhất và có cái đau nhất. Thì đau nhất là tôi thì kẹt rồi. Đức Phật có đau nhất mà đau nhất không phải Ngài. Ngài lặng lẽ Ngài nhìn cái đau nhất, thì Ngài là cái biết. Biết đau nhất thì cái biết đâu có đau nhất. Cái đau nhất là cái cảm giác, mà cái biết là nó cái nền tảng để sanh ra cảm giác. Ngài trở về cái chân tâm, biết đau nhất thì cái thân, cái cảm giác đau nhất, cái biết không có đau nhất. Còn mình biết đau nhất, đau nhất là tôi. Tôi bị cái đau nhất thì có hai, có tôi và có cái đau nhất, thì bắt đầu có phân tâm. Chính tư tưởng là tạo ra cái này. Thành ra chúng ta mới thấy là hai thầy trò đối đáp nhau. Một cái tổ thì đưa xuống hiện tượng giới, Ngài kéo về Bát Nhã. Thành ra tổ mới nói sao về sao mau quá vậy. Ông nói vốn mình là cái lặng lẽ, cái linh hồn bất động, làm gì có mau chậm. Tổ mới nói ai biết không mau chậm. Cái linh hồn nó chuyển biến vậy, nó đâu có tướng, nó chỉ là có hình chuyển biến, thì làm sao có mau có chậm. Khi nào có tướng thì mới có mau có chậm, có hiện tại, có quá khứ, có vị lai. Mà cái này nó không có cái tướng, nó chỉ là sự trôi chảy thôi. Rồi tổ mới hỏi ai biết là không mau chậm. Tức là dòng nước đang chảy, giờ chặt nó xuống, có dòng nước và có tôi biết dòng nước, có hai. Tức là trở thành sống nữa. Dòng nước rồi nó không có sống, nó không có tướng, bây giờ chặt xuống thành nó có tướng. Đó là cái thế của chúng ta. Khi đụng tới chuyện là có cảm giác. Thì ai có cảm giác, bệnh thì phải nhức nhối, phải đau. Nhưng mà đau chưa phải là khổ. Thì chúng ta thấy trang tử cũng vậy đó. Ở đống nghèo quá, ông đi chống là gậy, cái lũ la lá nó. Rồi kia nói sao ngày lũ này thấy mực, mà đau đớn khổ sở quá nhỉ. Thì Ngài nói nghèo thì nghèo, nhưng mà khổ là không có khổ. Chúng ta thấy nghèo thì khổ, thấy đau thì khổ, thấy bệnh thì khổ, thấy già thì khổ, thấy chết thì khổ. Đau thì nhức nhối thôi, chứ làm sao mà khổ. Nhức nhối là cảm giác, còn cái khổ là tư tưởng. Thì cảm giác ai không có, thì có sắc thân, có dây thần kinh, thì phải có cảm giác đau, có cảm giác nhức nhối, có cảm giác sung sướng, có cảm giác lâng lâng, thì cũng phải có cảm giác khổ đau, nhức nhối. Mà nhức nhối đâu phải là khổ.
Thành đâu quý vị thấy đạo Phật dễ mà khó. Phải lắng nghe cái nhất biết mình đang nhất, giữ lấy cái biết, đừng có dính mắc với cái nhất. Tôi nhất là chết rồi, bây giờ tôi làm sao cho hết nhất, thì rồi bắt đầu có vấn đề. Chạy kiếm thuốc, chạy chữa trị nó. Nói vậy là không có chữa, không phải là không chữa trị nha. Chữa trị thì chữa trị, nhưng chữa trị cái thân chứ không phải chữa trị cái biết. Thì chữa trị chữa bị mình biết mà đang chữa trị. Chữa trị hết thì biết cái thân hết, không có mừng. Để mừng thì cái thân của tôi nữa. Chữa trị nó không hết thì biết không hết, cái biết nó đâu có không hết thì cái thân nó hết bệnh. Thì cái biết bao giờ nó cũng là một sự lặng lẽ, nó chỉ có thế thôi. Mà chúng ta đâu có chịu thế thôi. Ở trong kinh thường nói thấy chỉ thấy thế thôi, nghe chỉ nghe mà thôi, ngửi chỉ ngửi mà thôi, đừng có thêm nữa. Ngửi có mùi thơm, tôi muốn ngửi thêm nữa thì kẹt. Mùi thơm này làm cho tôi dễ chịu, có tôi và có cái mùi thơm dễ chịu thì chết. Mùi thơm thì có mùi thơm, tôi biết mùi thơm, cái biết không có thơm mà cái ngửi nó thơm, thì cái biết nó không có thơm, nó biết rằng có cái mũi ngửi mà nó không là gì hết, mà nó là tất cả. Đạo Phật có bao nhiêu thôi, dễ quá phải không? Làm đi cho quý vị hết cái kiếp này. Có thể thấy sắc thân thì được, thân đi, thân đứng, thân ngồi, thân nằm thì có. Biết thân đi, biết thân đứng, biết thân ngồi thì cái biết này quý vị không nhận được. Cái biết thì thân đi, thân đứng, thân nằm, mà thân chết thì cứ để cái thân chết, mà cái biết đâu có chết, thì quý vị đắc quả nhập lưu. Rồi tới cảm giác thì khó hơn ạ. Cảm giác nó vi tế hơn. Cảm giác dễ chịu, cảm giác khó chịu, không dễ không khó. Cảm giác dễ chịu, cảm giác này của tôi giữ lại cho lâu chết. Cảm giác là của cảm giác. Tôi biết có cảm giác dễ chịu, cảm giác này trên dây thần kinh chứ không phải là cái biết. Cũng cái biết đó thôi, nhưng mà sâu sắc hơn. Nó liên tục hơn, nó chuyển biến thần tốc hơn. Thôi đại khái nói vậy ha. Bây giờ chúng ta trở lại để chúng ta thấy rằng giữa quyền giác và huệ năng, thì quyền giác đó tượng trưng cho chúng ta đang đi tìm đạo, huệ năng thì tượng trưng cho ngũ ấm ma kéo về tư tưởng, mà chấp nhận rồi là chết. Thành ra huệ năng mới nói là tại sao về chống thế thì quyền giác nói giống mình là cái bát nhã, cái linh hồn mà không có động, không có đến, không có lui, không từ đâu đến mà không đi về đâu, thì đâu có má chậm. Rồi ông Huệ Năng mới độc đáo, ai biết không má chậm. Ông biết rằng không có đến không đi mà cái gì biết. Rồi bắt đầu có tư tưởng. Ai mà không có cái cảm giác dễ chịu khó chịu, nhưng bây giờ cảm giác đó là tôi, là của tôi làm sao giữ cảm giác dễ chịu mà đẩy đi cảm giác khó chịu thì chết. Cảm giác là có xác thân, có biết tôi đâu có liên can gì đâu mà phải là sửa nó. Thì có cải sửa là có luân hồi. Phật cũng có cảm giác nhưng mà Ngài không có cải sửa. Còn sao để vậy? Còn nếu cải sửa thì biết cải sửa là cái tư tưởng cải sửa, thì cái biết nó không phải tư tưởng, chứ không phải là không cải sửa. Cải sửa là cao hơn nữa. Thì luôn luôn giữ lấy cái biết này. Đó là cái mục đích chánh của vấn đề bát nhã. Thành ra tiếp tục nữa thì nó ai biết không động thì quyền giác ổng độc đáo. Ông nói tự nhân giả sanh tâm phân biệt. Cái dòng nước nó không có ta, không có của ta, nó là một sự hiện tiền, không quá khứ hiện tại vị lai. Ngài chẻ một cái thành đã có quá khứ có hiện tại vị lai. Cái đó là tự nhân giả trói cột mình, tự Ngài trói mình. Cái vấn đề nó không có mà Ngài đặt thành vấn đề. Thì ông Huệ Năng biết ông này giỏi. Tự nhân giả là tự Ngài tự tổ sanh tâm phân biệt. Tự nhân giả sanh tâm phân biệt, tự cái dòng nước linh hồn như vậy rồi Ngài chẻ làm hai, là có xác thân, có cảm giác, có tư tưởng, có ý chí. Ngài sanh ra cái đó thì Ngài trói Ngài. Chừng nào lặng lẽ Ngài nhận lại cái đó thì có cái đó, mà Ngài không dính mắc.
thì vậy là biết ông này giỏi. Tự nhân giả sanh tâm phân biệt. Ngài nói đúng vậy, khá khen cho ông. Ông rất giỏi. Ông rất giỏi về cái ý vô sanh. Ông thật tình là ông thấy được cái ý vô sanh. Khen mà trong đó chêm cái ngộ giao trong đó. Khen mà khen bác giả rồi đúc cái tư tưởng nằm trong đó. Đúng vậy, ông đáng khen. Ông thật sự là hiểu được cái ý vô sanh. Chữ ý là chết nữa. Thì quyền giác thấy là tổ gạt mình nữa. Ngài mới hỏi lại vô sanh mà há có ý nữa sao? Nó vô sanh là bất tử mà lại có là cái nghĩ và cái bất tử. Cái tư tưởng và cái bất tử thì cái bất tử này trở thành tư tưởng nữa. Quyền giác mới thấy rằng tổ chơi mình nữa. Tổ khen trong đó đúc cái ngọn dao tư tưởng nằm ở trong đó. Ông thật sự hiểu được cái ý vô sanh. Thì quyền giáo mà hỏi vô sanh há có ý nữa sao? Đó là bát nhã mà có tư tưởng về bát nhã nữa sao? Đó là lặng lẽ mà nghĩ về cái lặng lẽ nữa sao? Đó là chết mà có nghĩ về cái chết nữa sao? Đó là bệnh mà nghĩ về cái bệnh nữa sao? Bệnh thì nó bệnh. Cảm giác đau đớn thì cảm giác đau đớn. Hết giờ. Tôi tính bữa nay trả bài đó, lùi đùi là hết 1 tiếng rưỡi rồi đó. Tôi tính để là 15 phút để mà trả bài. Thế thì giờ nói sơ thôi. Rồi kỳ tới là giờ trả bài đó. Khúc này thôi, kỳ tới lặp lại nữa. Theo nói nhiều quá quý vị chắc không nhận được đâu. Còn dài dài, còn 1 khúc nữa mới có 1/3 câu chuyện thôi. Vì tôi nhiều chuyện quá tôi giảng hơi dài. Thế thì quý vị cũng nắm được phần nào ở đó. Rồi tới cảm giác, rồi tới tư tưởng nữa. Rồi hãy hết tư tưởng rồi mới đắc quả là. Thì cái bài này độc đáo. Ban đầu đi về sát thân. Đi về sao mau lắm. Sao mà chống thế là sát thân. Rồi về cái sát thân này đặt cái cảm giác vô đó. Rồi qua cảm giác đặt cái tư tưởng vô đó. Thì sát thân, cảm giác, tư tưởng, ý chí không phải là bát nhã. Mà cũng không khác với bát nhã. Thì tổ kéo về cái hiện tượng giới. Thì quyền giác đưa qua cái bát nhã là không phải hiện tượng, bao trùm cái hiện tượng mà không dính mắc hiện tượng. Đó là cái đường lối của đạo Phật. Thì thôi giờ tôi giảng sơ qua, kỳ tới giảng lại, thấy không? Rồi tổ mới nói vô sanh, ông quyền giác mới trả lời vô sanh há có ý sao? Thì tổ mới thêm 1 câu thứ 3 là giết chết quyền giác. Không ý thì ai phân biệt đây? Nếu ông nói không có ý, không có tư tưởng, không có nghĩ về cái vô sanh thì ai mà phân biệt đây? Vậy là người tu không có phân biệt gì hết. Ăn ngon không biết ngon, ăn dở không biết dở, mặn không biết mặn, chua không biết chua, thì cái gì mà biết? Nếu biết rồi thì đó thuộc về về tư tưởng. Cái câu này là khó. Ai không biết thì ai phân biệt đây? Thì chữ ai là tư tưởng, biết là tư tưởng, phân biệt là tư tưởng, ba cái tư tưởng. Không ý là tư tưởng, thì ai cũng là tư tưởng, phân biệt cũng là tư tưởng, ba cái tư tưởng dồn vô. Nói vậy không có tư tưởng thì làm sao ông sống? Làm sao biết cái này ngon, cái này dở, cái này người nam, cái này nữ, cái này con chó, cái này con trâu, con bò? Vậy là bậc đắc quả thánh là không phân biệt cái gì hết sao? Câu này giết chết. Giết chết. Vì ông nói là trở về chân như, trở về bát nhã thì không dính mắc cái gì hết. Không dính mắc là không có gì hết. Thì quyền giác mới hay. Vẫn biết chứ mà không dính mắc. Chứ không phải là không biết. Rồi ông nói là phân biệt thì có, nhưng đó không phải là ý. Phân biệt thì có phân biệt, bậc thánh cũng phân biệt, cũng biết ngon ngọt chua cay đắng chát, cũng có tư tưởng vậy, cũng có ý chí vậy, nhưng mà cái đó không phải là tư tưởng. Rồi tới đây là Huệ Năng khen, đúng rồi, thôi ở lại 1 đêm với ta rồi mai hãy về. Hết. Tới đây là cái cuối cùng, nghĩa là có phân biệt
Bậc thánh nhân cũng có cảm giác, có xác thân, có tư tưởng, có ý chí, có kinh nghiệm, kiến thức. Nhưng mà cái phân biệt này là cái phân biệt đặc biệt. Thì chúng ta học duy thức, chúng ta phải nắm ba cái phân biệt này. Ba cái phân biệt này. Thì đối với vị biết cái phân biệt của thánh nhân là sao, phân biệt của người trời, dục giới, sắc giới, vô sắc là sao? Bây giờ ai trả lời được nè, vượt qua qua câu hỏi để chúng ta kết luận cái buổi nói chuyện hôm nay. Rồi kỳ tới là chúng ta bắt đầu đi mẫu giáo để đi đến cái này. Cái này tôi giảng rồi. Cái phân biệt này tôi có giảng rồi. Bậc thánh cũng có phân biệt, mà phàm phu, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh cũng có phân biệt. Người trời cũng có phân biệt, mà nhập lưu, nhất chân lai, bất lai cũng có phân biệt, A-la-hán cũng có phân biệt. Mà nó giống nhau, mà nó khác nhau. Bây giờ ở đây ai trả lời được nè? Phân biệt như thế nào là người trời, như thế nào là thánh nhân, như thế nào là cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc? Có bao nhiêu thứ phân biệt? Bài kinh 66 tôi có qua rồi. Thì đó là toàn thể đạo Phật. Phật có hai cái thôi. Một là nhập A-la-hán, hai là Như Lai. Thì chúng ta thấy kinh Kim Cang cũng vậy. Như hà hàng phục kỳ tâm, như hà an trụ kỳ tâm. Làm sao để an trụ cái tâm? Thì Lục Tổ Huệ Năng đã trả lời câu này lúc mà ngày còn là tiều phu đó. Nghe được cái câu kinh Kim Cang: ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Đừng có trụ vào đâu hết để mà sanh cái tâm. Tức là ngay trong cái sanh tử nhận lấy, đừng có an trụ vào đâu, nhận lấy cái vô sanh trong đó lên là câu hỏi thứ nhất. Dân hà an trụ kỳ tâm, cái tâm an trụ ở đâu để mà vững nhất? Thì an trụ ở cái vô sanh. Rồi dân hà hàng phục kỳ tâm, muốn hàng phục cái tâm này phải làm sao? Thì là phải tùy thuận với nó, tùy hiện nó. Thì hai câu này cũng là toàn thể Phật giáo. Thành ra chúng ta nếu mà hiểu đạo Phật rồi, ở đâu cũng bàn bạc trong đó, chúng ta trả lời hết tất cả mọi câu hỏi bằng cách không trả lời gì hết. Tức là bằng cách thấy rõ thôi. Mà thấy như thế nào là thấy rõ, mà như thế nào thì thấy không rõ. Thì đó là cái bài giảng hôm nay tôi muốn trở lại với hình thức nó sáng tỏ một chút. Thì chúng ta thấy Kim Cương Cang cũng có hai câu: dân hà an trụ kỳ tâm, đó là A-la-hán. Dân hà hàng phục kỳ tâm là phải tùy thuận với cái tâm liễu tri, thì đó là Như Lai. Thì ở đây quyền giác cũng có sanh tử là đổi cái danh từ thôi. Sanh tử là việc lớn vô thường, mau chóng lấy sanh tử là hiện tượng giới này. Phải thấy cái bất sanh nằm trong cái vô sanh, phải tùy thuận với vô thường thì mới là thành Như Lai. Thôi đại khái như vậy. Rồi chúng ta coi tất cả kinh đều cũng vậy thôi. Cái kinh Trung Bộ Kinh cũng vậy. Căn bản pháp môn và căn tu tập cũng có hai cái đó thôi. Căn bản pháp môn là tưởng tri, thức tri. Tưởng tri là bốn đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la. Thức tri là người trời, tức là có nghiệp đó, có ý chí đấy là thức tri. Còn chưa có nghiệp là tưởng tri. Thì cũng giống chúng ta giảng đây thôi. Rồi thắng tri là cái hiểu biết mà không dính mắc. Không dính mắc sắc thân, không dính mắc cảm giác, không dính mắc tư tưởng, là nhập lưu, nhất lai, bất lai, kêu là thắng tri. Cái biết vượt lên tư tưởng, vượt lên kinh nghiệm, kiến thức, kêu là thắng tri. Rồi tới A-la-hán là tuệ tri. Cái biết toàn diện hết cả sắc thân, cảm giác, tư tưởng luôn, thì đó là tuệ tri. Rồi tới liễu tri là cái biết rốt ráo tùy thuận lợi hết mà không dính mắc. Thì kinh Trung Bộ cũng vậy thôi. Rồi cuối cùng là cái kinh năm 152 bài, bài cuối cùng là căn tu tập. Căn tu tập tức là pháp môn căn bản. Pháp môn căn bản là cái nhận thức. Căn tu tập là cái căn để làm phát hiện nhận thức. Cũng như tiếng nói là tâm, là nhận thức. Mà cái ống loa là cơ quan, là căn để làm phát hiện cái tiếng nói, thì cũng có năm thứ. Thấy không? Phù trần căn, tịnh sắc căn. Phù trần căn là cái căn bên ngoài, thân bên ngoài.
mắt tai mũi lưỡi thân ốc, tịnh sắc căn là dây thần kinh thị giác tính giác khứu giác tịnh sắc căn, rồi tánh nghĩa căn là cái căn không có dùng căn bên ngoài căn bên trong nữa, mà đứng lặng nhập vào đứng lặng, tức là ai là gia dòng linh hồn, kêu là thắng nghĩa căn. Gọi đệ nhất thắng nghĩa căn là a la hán, đứng lặng bất biến. Rồi đệ nhất thắng nghĩa căn tùy thuận và viên dung, đó là bồ tát Như Lai cũng năm cái. Chúng ta thấy rồi, cũng giống hệt thôi, giống hệt thôi. Rồi chúng ta qua bãi trạm xe cũng vậy. Thì tôi giảng sơ thôi, là giới thanh tịnh, thứ hai là tâm thanh tịnh, thứ ba là kiến thanh tịnh, thứ tư là đoạn nghi thanh tịnh, thứ năm là đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh, thứ sáu là đạo phi kiến thanh tịnh, thứ bảy là tri kiến thanh tịnh hết. Nhưng mà thêm một cái độc đáo nữa là vô thủ trước bát niết bàn, cái này là đại thừa, còn cái này là tới a la hán. A la hán tức là an trụ kỳ tâm, làm sao mà chấm dứt sanh tử. Còn liễu tri đó tức là vô thủ trước bát niết bàn, không chìm ở trong niết bàn tịch tịnh mà ra tùy tưởng, cũng vậy thôi, cũng vậy thôi. Trình bày cách nào rồi cũng nằm trong đó. Nếu chúng ta nắm được là nắm hết Phật giáo, dầu tiểu thừa đại thừa vậy. Mà muốn giải thích cho rành, quý vị phải hiểu 15 mạng chúng sanh. Khó đấy. Địa ngục khác với ngạ quỷ làm sao? Địa ngục hữu dáng vô dáng, vật lý khác với sinh lý làm sao? Chưa chắc quý vị hiểu. Cả tới bác sĩ giáo sư cũng không hiểu. Học qua rồi, vật lý sinh lý, tâm lý, mà vật lý khác với sinh lý làm sao? Vật lý có thể trở lại thành sinh lý có thể vật lý tiến lên thành sinh lý có thể trở xuống vật lý được hay không? Mình phải rành. Rồi vật lý sinh lý tiếp xúc nhau, duyên khởi nhau sanh ra tâm lý. Tâm lý ngạ quỷ nó khác với tâm lý xuất sanh sao? Tâm lý xuất sanh khác với tâm lý của cõi người sao? Người phải có nghiệp, mà nghiệp là chưa có kinh nghiệm, có kinh nghiệm là trời dục giới. Rồi kinh nghiệm khá dồi dào là trời sắc giới, kinh nghiệm già dặn là trời vô sắc. Khác nhau sao? Quý vị phải rành. Mà rành cái đó đi vào quả nhập lưu. Nhưng mà cái thực hành cái đó thì thấy được có bốn đường ác thôi, còn người trời thì chưa thấy. Rồi thăng, rồi tiến hóa, còn không phải tiến ra dùng là cái lên cấp, tức là làm cho nó thuần thục nữa thì mới thấy được cái sắc thân, cảm giác, tư tưởng của cõi người và trời dục giới. Rồi lên cấp nữa cho nó liên tục nữa thì thấy được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, đó là quả thánh thứ ba. Rồi thấy được cõi trời vô sắc, tứ thiền, tứ không, mạt na, tức là ý chí. Và thấy được cái chủng tử, kinh nghiệm, kiến thức yếu trong A La Hán mới thành một vị A-la-hán. Đại khái là vậy. Rồi còn phải phát rồi đề tâm trở lại tùy thuận nữa. Mình thể hiện làm địa ngục, làm ngã quỷ, súc sanh vào tất cả các lớp. Thầy giáo thì người ta không chạy đâu hết, giờ đi xuống lớp mẫu giáo dạy, xuống thì xuống. Nhưng mà các ngài không thành mẫu giáo á. Bây giờ vô lớp 7 dạy, thì vô. Lên lớp 12 dạy, lên thì lớn. Còn quý vị đang ở lớp 3, quý vị xuống mẫu giáo chết. Dưới con học qua rồi con xuống dưới là con dính mắc vào mẫu giáo, con thành mẫu giáo luôn. Còn lên lớp 7 dạy, trời ơi, trình độ lớp 3, lớp 7 dạy cái gì con có học tới đâu. Thành ra 15 mạng chúng sanh là còn ở trong không có tự do. Tự do là không lựa chọn, mà còn lựa chọn thì không có tự do. Chỉ có thánh nhân A-la-hán là không có lựa chọn. Còn bất lai, thánh thứ ba còn lựa chọn. Bất lai mà đưa nó lên cõi tứ thiền, hư không vô biên thì nó chịu. Nó không có chiếu kiến rõ ràng. Thôi đại khái như vậy. Bây giờ tới quý vị nè. Giờ ai cho tôi biết là muốn biết theo tư tưởng biết Bát Nhã có mấy cách, làm như thế nào phân biệt có mấy cách?